chương 21. Edit Tiểu Hương. Beta Tiểu Miêu. Quá tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Nguyên khu ghế dài này là một đám người, bọn họ khẳng định biết người nam kia tới quán ba làm gì, một đám ngồi ở ghế dài cao cao quải khởi, một bộ tư thế xem kịch vui. Cao cao quải khởi, việc gì không liên quan đến mình thì mặc kệ nó. Người đàn ông nổi lên hứng thú, đẩy hai nữ nhân bên người ra thích thú mà nhìn chầm chầm lộ vô khả. Lộ vô khả đứng im. Hắn thấy bộ dáng bình tĩnh của cô, nhướng mày, còn có tâm tình ở chỗ này cùng cô nói chuyện tào lao, năm nay bao nhiêu tuổi. Lộ vô khả chỉ là nhân viên phục vụ, ngoại trừ khách hàng hỏi cô về vấn đề đồ ăn thức uống, cái khác cô đều không để ý. Gã nghiêng đầu cười nhạo một tiếng, lại quay đầu qua, đều thấy thái độ cô nàng thế nhưng không có động tĩnh gì, không có tức giận, chân đá đá cái bàn, nghe thấy không? Rượu đang chờ em gái đấy. Trên người lộ vô khả là quần áo nhân viên màu trắng đen, trong tay cầm menu, xin lỗi, nơi này chúng tôi không có quy định yêu cầu người phục vụ phải uống rượu. Tên kia chật một tiếng, quy tắc sao, chính là để người ta phá vỡ. Hắn nâng nâng cầm, uống hết ly rượu, tiền trên bàn đều là của cô, chẳng phải còn dễ hơn mấy đồng tiền dơ bẩn mà cô cực khổ kiếm cả đêm sao. Lời này nghe xong thực sự làm người buồn nôn là loại cao cao tại thượng ngu muội bộ dạng dẫm lên tôn nghiêm đạp lên lưng người khác mà đi. Lộ vô khả nói, thật dễ hơn nhiều. Rốt cuộc cũng nghe được một câu thức thời, hắn cười, đúng rồi, thay vì mỗi ngày mệt như muốn chết đi sống lại chỉ kiếm được chút tiền hoa hồng, còn không nhiều bằng bồi khách uống chút rượu. Những người khác nghe xong lời này bật cười. Gã vốn dĩ cho rằng cô gái này bị đùa dẫn như thế khẳng định sẽ dậm chân tức giận, hoặc là sắc mặt khẳng định sẽ không tốt đi kết quả liền nghe được cô gái nhỏ trước mắt này thực bình tĩnh mà nói câu ngài nói đúng đám ngồi ở ghế dài nhất thời có đủ loại vẻ mặt khinh thường tò mò thấu hiểu châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ lộ vô khả chẳng hề để ý có điều hoa tí nam chỉ nhướng mày lúc đầu thấy cô như vậy tưởng rất khó không ngờ chính là loại mặt hàng thế này bản gốc là sự đa dạng và chất lượng của hàng hóa còn ẩn dụ cho tư tưởng lời nói tác phẩm bài viết bài phát biểu hoặc ý tưởng có giá trị nhỏ vẻ đẹp bao gồm cả xúc phạm khi mô tả hàng hóa của một người đặc biệt là phụ nữ người ta thường dùng như một thuật ngữ xúc phạm mang tính thương mại hóa một cách chủ quan đó là hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ và có những lời lẽ xúc phạm bất quá loại mặt hàng thế này cũng không phải là chuyện xấu dạy dỗ dễ hơn hắn ngoắc ngoắc tay lại đây chờ lát nữa em gái sẽ có không ít tiền lộ vô khả nhìn hắn một cái. Tên kia cũng đang nhướng mày nhìn cô. Lộ vô khả nhất chân đi qua, hoa tí nam dù bận vẫn ung dung mà chờ cô đến. Nữ sinh trước mặt này diện mạo đơn thuần, cục mi rũ mắt, cái miệng nhỏ với môi mỏng. Vừa nhìn chính là biết con gái nhà lành. Chắc tám chín phần bởi vì thiếu tiền mới có thể tới địa phương này làm việc, nhưng cho dù cô là tự nguyện hay là bất đắc dĩ, cùng hắn không thân không thích hắn lười phải thông cảm loại thông cảm này không phải là thứ mà ai hắn cũng đều sẽ cho lộ vô khả đi đến trước mặt gã ta không nói hai lời cầm lên ly rượu đè mấy tờ tiền mặt màu đỏ phía dưới hoa tý nam đang muốn nói cô biết điều lộ vô khả cầm ly rượu trong tay hướng trên mặt hắn mà hắt hai nữ nhân bên người hắn sợ hãi kêu ra tiếng tránh né qua một bên lộ vô khả đặt ly rượu ở trên bàn nhìn hắn giọng điệu bình tĩnh tiền này tôi không cần cho anh Hoa Tí Nam trên mặt đầy nước, nhắm mắt lại cắn chặt răng. Trên ghế vài tên đàn ông nhìn cô dám kêu ngạo thành như vậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi thề, muốn giáo huấn cô nàng. Hoa Tí Nam giơ tay ngăn bọn họ. Hắn chậm rãi mở bừng mắt nhìn Lộ Vô Khả cười cười, mấy giọt nước dính trên lông mi, ý cười lại không chạm đến đáy mắt. "Em gái nhỏ, lá gan to nhỉ." Lộ Vô Khả đứng thẳng thân mình, biết mình chọc phải phiền toái lại không có cách để trốn đi mà một chút cũng không có tia hối hận hay sợ hãi. Tên đàn ông kia cũng không lau nước trên mặt, hai tay chống hai cái đùi thông thả ung dung đứng lên, hắn rủ đầu cười, ông đây không thích đánh phụ nữ, hiện tại cô vẫn còn cơ hội, nói là cô tay run tôi có thể thả cho cô một con ngựa. Lộ vô khả đứng ở tại chỗ, một bước cũng không lui về phía sau, cô rủ mắt liếc hắn, thực xin lỗi. Hoa tí nam dương mắt nhìn cô. Cô nhìn vào đôi mắt hắn, tôi cố ý. Hoa tí năm trăm triệu lần không nghĩ nữ nhân này cùng hắn đối nghịch, sắc mặt một dây xanh mét, sau lại nở nụ cười. Gã không lưng cầm qua ly rượu trên bàn, ngắm nghía, rủ mắt nhìn lộ vô khả, cái miệng này còn có thể mắng chửi người nhỉ, em gái nhỏ. Dứt lời mặt hắn nháy mắt biến sắc, tay bóp cổ lộ vô khả hướng bức tường bên cạnh mà đẩy tới. Bàn tay nam nhân rắn chắc hữu lực, cần cổ nữ sinh tinh tế yếu ớt phía sau lưng vô khả đụng phải bức tường cứng trắng lạnh băng, kêu trên một tiếng. Người đàn ông cười lạnh, giả mù sa mưa mà thương hương tiếc ngọc, như thế nào, đau à. Ánh mắt lộ vô khả vừa cuộc cường vừa lạnh lùng, gắt gao nhìn chầm chầm gã ta. Có một lúc ánh mắt của cô là khiếp người, sợ hãi, không có một tia tức giận. Tay người nam lại dùng lực, mới vừa há mồm mắng chữ người không phải rất lợi hại sao. Nào, nói vài câu cho ông đây nghe một chút một bên bọn ngồi ở ghế dài cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa lộ vô khả gắt gao cắn răng không chịu nhả ra tên đàn ông cười lạnh rõ ràng sắp chết thật đúng là xem xương mình cứng lộ vô khả từ từ nhắm hai mắt huyết mạch trong người thình thịch đập cô chậm rãi mở trận mắt nhìn về phía tên kia hoa tí năm nhìn cô còn không lên tiếng tay ông đây không khống chế được chờ lát nữa tắt thở không thể trách tôi Lộ vô khả cắt gao trừng mắt hắn, tay ở phía sau cất giấu chai rượu rung nhẹ nhẹ, cô dùng hết sức lực tính toán đem chai rượu đập vào đầu tên này. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyền nguyên kỳ một. Con hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Nửa đường lại bị người chặn, tay còn chưa nâng lên tới đã bị một bàn tay có lực rất lớn chế trụ lại. Lộ vô khả đáy lòng chợt lạnh, tay trên cổ cô chợt buông lỏng, liền thấy ánh mắt gã kia thật bất mãn nhìn về phía người tới, mẹ nó mày là ai? Phía sau truyền đến tiếng cười. Lộ vô khả sửng sốt, đã nghe người nọ cuối người ở bên tai cô nói, giọng nói xen lẫn hơi thở nóng bức. Thả tay ra, muốn vào đồn công an hả? Lộ vô khả không chịu buông tay. Thẩm ngật tay chật một tiếng, trực tiếp giành lấy chai rượu trong tay cô. Anh liếc nhìn vẻ mặt cô, trông cô có vẻ rất không vui thẩm ngật tay cười cười anh trực tiếp đem lộ vô khả kéo ra phía sau người ở trước mắt cứ như vậy bị đoạt mất hoa tí nam bất mãn tao đang dạy dỗ người liên quan gì đến mày gã nhìn về phía thẩm ngật tay hỏi lại lần nữa mẹ nó mày là ai thẩm ngật tay nâng mắt nhìn hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình tao là ai anh hỏi ngược lại hắn lời nói mang theo ý cười không chút để ý một giây trước còn gió xuân ấm áp một giây sau sắc mặt anh biến đổi, cánh tay vung lên, trên đầu Hoa Tí Nam đột nhiên bị chai rượu đập mạnh vào, giọng nói trầm thấp áp chế cơn tức giận xen lẫn tiếng thủy tinh vỡ vụn. "Tao là ông mày." Đột nhiên tiếng chai rượu vỡ vụn vang lên, quán ba nháy mắt một trận hỗn loạn, nữ nhân thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Tên kia hoàn toàn không liệu trước sẽ có chai rượu, che lại cái trán với đôi mắt đang đổ máu, lảo đảo vài bước, thấp giọng chửi rủa. Giữa năm nhân thứ được nói đến nhiều nhất chính là tình huynh đệ, đám bạn không tốt lành gì của hoa tí nam vốn còn ngồi ở trên ghế vui vẻ mà xem kịch hay, lúc này toàn bộ mắng chửi vọc lại đây. Thẩm ngật tay quay đầu đi nhìn lộ vô khả. Quả nhiên, cô vẫn còn nhìn chầm chầm hoa tí nam đang che lại cái trán và đôi mắt, la hét. Thẩm ngật tay lười nhác thu hồi tầm mắt từ trên người tên kia, nói với cô, tôi biết em không cam lòng nhưng đánh nhau con gái không có ưu thế, trước qua một bên đợi đi chờ lát nữa có cơ hội cho em đánh. Nói xong không để ý đến cô, ném chai rượu đi đánh lộn. Lộ vô khả lúc này mới phát hiện tề tư minh bọn họ cũng ở đây, nam sinh đánh nhau thì không có mắt, xuống tay không nhẹ, nắm tay nện trên cơ thể phát ra tiếng vang nặng nề, tiếng chai rượu vỡ vụn với tiếng mắng chửi thầm tệ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trong chốc lát quán ba liền loạn thành một mớ hỗn độn. Người chạy trốn tứ phía, hận không thể cách cái địa phương này xa một chút chỉ có lộ vô khả đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cô giống như không quan tâm, lại giống như nhận biết hoàn cảnh hiện tại. Ở đằng kia thẩm ngật tay một chân dẫm lên trên bụng người nam, nắm đầu hắn dúi xuống đất lại bắt hắn ngẩng đầu lên. Cánh tay trái gã bị chai rượu rạch dài một đường, chảy máu. Đầu người thân ảnh tán loạn, lộ vô khả nhìn anh. Người đều nói thẩm ngật tay cùng vọng. Lộ vô khả đã từng không tin. Người nọ vĩnh viễn lười nhác hễ chuyện liên quan đến anh giống như mây khói thoảng qua, không để tâm. Thì ra người này cũng có khía cạnh khác, đâm vào người máu thịt phát đau. Lộ vô khả đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, cô thấy thẩm ngật tay nghiêng đầu nhìn cô. Xuyên qua đám người, đôi mắt anh trầm tĩnh mà hữu lực. Lộ vô khả cùng anh đối diện. Thời gian giống như trôi thật lâu, lại giống như chỉ có một hai giây ngắn ngủn. Cô không rời mắt, ngón tay rũ tại bên người khẽ động thẩm ngật tay thu chân, chậm rãi thẳng dậy, túng người nọ hướng phía cô đi tới. Tiếng người ầm ỉ, đèn màu lưu chuyển. Bóng đêm chia năm xẻ bảy. Anh ở trong cái thế giới rách nát này đi về phía cô. Lộ vô khả đứng im ở tại chỗ. Nam sinh thân cao chân dài, trong chốc lát liền tới trước mặt. Đều nói lỗ mãn sợ ngang ngược, ngang ngược sợ không cần mạng. Lỗ mãn sợ ngang ngược, ngang ngược sợ không cần mạng, làm việc mà không nhìn hậu quả. Hoa tí nam cho dù là ở trong giới giang hồ nhưng gặp phải thẩm ngật tay loại người không cần mạng này, chỉ có bị đánh đến nửa sống nửa chết. Đến gần lộ vô khả mới phát hiện thẩm ngật Tây trên mắt phải gần lông mày cũng bị xước một đường nhỏ, chảy ra chút máu. Lúc này thẩm ngật Tây cư nhiên còn có tâm trạng giỡn với cô, mới vừa rồi không phải muốn đánh người sao. Thẩm ngật tay phỏng chừng cô muốn đánh là người này, tên kia bị đánh sắp mất nửa cái mạng anh giống như đang xách một cái túi rác đem người ném đến trước mặt cô cô không cam lòng anh liền đem người đưa đến trước mặt cô hoa tý nam không hổ danh là giang hồ bị đánh thành bộ dạng ma quỷ thế này mà vẫn không làm đồ hèn cúi lưng xuống trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hung ác lộ vô khả cùng hắn nhìn nhau thẩm ngật tay cũng không mở miệng quấy rầy cô tay cắm túi quần ở một bên thảnh thơi mà nhìn đầu kia đánh thành một đoàn anh cũng không cần phải xen vào có tề tư minh bọn họ rồi. Anh liền bồi cô ở chỗ này tốn thời gian. Hoa Tí Nam mới vừa nhận ra sức lực của cô gái này, thấy gương mặt trông vô hại liền không tin, khịt mũi coi thường. Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, xoay người cầm chai rượu trên bàn bên cạnh đổ ra ly, cô thẳng dậy, nói, đem ly rượu này uống hết. Hắn từng làm gì cô, cô làm lại thế với hắn. Hoa Tí Nam cười lạnh, uống cái rắm, ông đây không uống thì sao? thẩm ngật tay tựa hồ là cảm thấy ồn ào, hơi nghiêng đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, chật lưỡi, ngại giọng mình quá to phải không? Nhỏ tiếng chút, ồn ào. Hoa tí nam thực hung dữ, lộ vô khả một chút cũng không sợ, cô hỏi, anh không uống. Hoa tí nam hừ lạnh một tiếng. Lộ vô khả nhẹ nhàng gật gật đầu. Thoạt nhìn chuyện này giống như cứ thế cho qua. Liền thấy lộ vô khả đi lên trước bóp chặt cầm gã ta, dùng sức hướng trong miệng tên kia đổ rượu cô dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô cũng mặc kệ hoa tí nam dãy dụa, đổ cho đến khi bình rượu thấy đấy. Thẩm ngật tay không ngăn cản cô, rủ mắt nhìn cô. Hoa tí nam bị sặc rượu đến kinh thiên động địa, lộ vô khả không người đem chai rượu đặt lại trên bàn, cầm lấy mười mấy tờ tiền màu đỏ bị đè dưới ly rượu. Hoa tí nam đôi mắt đỏ lên mà nhìn cô, cô gái trước mặt này làm người đoán không được. Lộ vô khả nhìn lại cô giống như muốn bỏ vào miệng hắn đem tiền nhét vào trong miệng thẩm ngật tây như thế nào cũng không nghĩ tới cô lấy tiền thì ra là làm như thế anh nhìn khuôn mặt nhỏ kia sau một lúc lâu cười ra tiếng thật mẹ nó mang thù ở đây một trận hỗn loạn ẩu đã đánh người ngoài quán ba vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai có người báo cảnh sát lộ vô khả theo bản năng nhìn thẩm ngật tây thẩm ngật tây cũng vừa lúc rủ mắt nhìn cô giơ tay nắm giữ cổ tay cô đem tay cô đang ở trên cầm tên kia bỏ ra anh hướng một bên nâng nâng cầm qua kia đi cái gì thẩm ngật tay liếc hoa tí nam một cái em không đánh hắn em không liên quan đến chuyện này lộ vô khả sửng sốt giống như có chút hiểu vừa rồi thẩm ngật tay vì sao không cho cô dùng chai rượu đánh người nhưng anh tự mình dùng chai rượu đánh vào đầu người ta nở hoa thẩm ngật tay lại nâng cầm hướng một bên chỉ chỉ nghe không, qua bên kia đứng đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng đừng tới đây. Đó là câu cuối cùng mà Thẩm Ngật Tây nói với cô vào buổi tối ngày hôm đó. Sau khi cảnh sát ập vào, tình trạng hỗn loạn trong quán ba liền bị ngăn lại. Thẩm Ngật Tây bị còng tay đưa đi. Một đám người tụ lại ở lối ra vào quán ba xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ chiếc xe cảnh sát đang bật đèn nhấp nháy. Lộ vô khả sen lẫn trong đám người. Qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ánh mắt hai người chạm nhau. Xe cảnh sát in ỏi đi qua bên người cô. Chương 22 Edit, Tiểu Hương Beta, Tiểu Miêu. Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng, bóng đêm dày đặc. Thế giới hỗn độn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Chỉ có lộ vô khả còn thanh tĩnh. Trên đường vắng vẻ không người, mấy cành cây rụng hết lá, con hẻm nhỏ phía sau giống như thật dài không có điểm cuối. Đồn cảnh sát bên kia đường sáng đèn suốt đêm. Lộ Vô Khả ông chân ngồi sổng dưới gốc cây, vẫn luôn nhìn nơi đó. Thỉnh thoảng có cảnh sát mặc cảnh phục từ bên trong đi ra, cũng không biết vội vội vàng vàng đi đâu, trong chốc lát con đường lại trở nên yên tĩnh. Lộ Vô Khả an an tĩnh tĩnh mà ngồi sổng chỗ đó. Giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ qua 15-30 phút có thân ảnh từ bên trong đi ra. Người nọ thân cao chân dài, hẳn là ở bên trong ngồi lâu nên có chút khó chịu, cúi đầu xoa xoa cổ giãn gân cốt. Lộ vô khả ông chân nhìn nhìn. Người nọ vừa nâng mắt cũng thấy được cô. Sau lưng có ánh sáng, ngũ quan người kia ẩn ở trong bóng tối có chút mơ hồ không rõ, duy nhất đôi mắt cho dù ở trong bóng tối như cũ có thể thấy rõ. Lộ vô khả chậm rãi mà chớp chớp mắt. Thẩm ngật tay nhìn cô mắt liền không đảo, một cặp chân dài không nhanh không chậm mà bước xuống bậc thang anh đi ra đồn cảnh sát băng qua đường hướng phía cô đi tới gió như có như không thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rụng trên mặt đất trong chốc lát cặp chân kia ngừng ở trước mặt cô lộ vô khả vẫn là ngồi sổng không nhúc nhích nam sinh thức trắng đêm giọng có chút khàn vang lên ở đỉnh đầu cô ngồi như vậy không tê chân sao còn không chịu đứng lên lộ vô khả ngẩng đầu nhìn anh Nam sinh mệt mỏi cục mí mắt, rủ mắt nhìn cô. Lộ vô khả thu hồi ánh mắt, giống như không nghe thấy, vẫn cứ ngồi xổm. Thẩm ngật tay nhìn chầm chầm đỉnh đầu cô một lát, duỗi tay ra kéo cô. Thân thể cô gái như chiếc lá, nhẹ tên sách một cái liền lên. Anh hơi nhíu mày, sao lại nhẹ như vậy? Lộ vô khả cứ như vậy bị anh túng lên, cô ngồi sổm lâu nên chân có chút tê, chống tay vào thân cây bên cạnh. Thẩm ngật tay vẫn không thu tay về anh đánh giá cô rõ ràng nhìn cũng không phải ống yếu mong manh thì ra thịt đều phát triển ở nơi khác tầm mắt lộ vô khả trong lúc lơ đãng liền đối diện với anh cũng đang nhìn cô trong ánh mắt dạt dào sự hứng thú đàn ông đều là cái dạng như nhau cô thu hồi ánh mắt cánh tay từ trong lòng bàn tay to rộng của thẩm ngật tay rút ra xoay người hướng ngõ nhỏ đi thẩm ngật tay nhìn bóng dáng cô cười cười tay bỏ trong túi đi theo đằng sau đi ra khỏi ngõ nhỏ kia là có trạm đợi xe công cộng. Nhưng mà thời điểm này thì không có xe buýt đến, chẳng qua ở đây nhiều xe lui tới náo nhiệt nên rất dễ bắt xe. Trong ngõ, một ít cỏ dại mọc lát đác dưới gốc tường, mưa lớn tích tụ lại tạo thành những vết xanh đen bám trên tường. Có cột đèn đường ở đầu ngõ, có mà như không có, ánh đèn chiếu không tới nơi này, ngõ nhỏ tối tăm. Thẩm ngật tay không nhanh không chậm đi theo phía sau lộ vô khả, trầm mặt hỏi cô một câu, lo lắng cho tôi lộ vô khả dưới chân đá một viên đá nhỏ không chút do dự trả lời không có thẩm ngật tay nghe cười nửa nói dẫn với cô lương tâm em đi đâu mất rồi bóng đêm tối tăm lộ vô khả ở đằng trước khóe môi cũng không biết có phải hay không hơi mỉm cười thẩm ngật tay đi tới phía sau nhắc nhở cô một câu dưới chân có gì à người bình thường nghe lời này đều là theo bản năng nhìn về phía bàn chân lộ vô khả cũng không ngoại lệ kết quả còn chưa có nhìn thấy dưới chân là thứ gì đã bị thẩm ngật tay kéo đè lên trên tường lộ vô khả không hề phòng bị còn không kịp phản ứng lại đã bị vây giữa hai cánh tay anh màn đêm như sương mù che mờ đi mặt mày thâm thúy và sắc bén của anh trên mắt phải gần lông mày nơi đó có vết máu đã khô để lại vết máu đỏ thẳm một chút cũng không chật vật ngược lại càng thêm có hương vị thẩm ngật tay hai tay chống ở bên cạnh người cô cánh tay cô dán sát cánh tay kiên cố hữu lực của anh. Dưới cánh tay đầy mạnh mẽ, khỏe khoắn của nam sinh đường công bờ vai cô nàng mềm mại yếu ớt. Anh cách cô rất gần, trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá đem cô vây giữ. Gió thổi qua hẻm nhỏ, cái áo trên người rộng thùng thình của chàng trai bị thổi bay lên làm lộ rõ vòng eo thon chắc. Hơi thở của anh phả trên lông mi cô, cô cũng có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ từ lòng ngực của anh khi anh mở miệng vừa rồi ở quán ba không phải là không sợ trời không sợ đất sao, như thế nào đến chỗ này cũng không dám nhìn tôi. Cô giống như không nghe được lời anh, nâng mi nhìn anh. Ánh mắt kia rõ ràng chính là nói cho anh biết là ai không dám. Thẩm ngật tay thấy cười, cô thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không muốn nhận. Anh nói, có bản lĩnh thì bắt đầu từ lúc này em đừng rời mắt. Lộ vô khả như cố tình cùng anh đối nghịch, rời mắt hạ mi, còn không quên đá vào chân anh thẩm ngật tay cũng không né, liền như vậy chịu trận. Lực đạo của cô gái giống như cào ngứa. Anh trêu cô, đã thêm cái nữa. Lộ vô khả lần này dường như thực nghe lời, nhấc chân muốn đá. Thẩm ngật tay né tránh, thật đúng là đá. Cô nói, anh nói mà. Thẩm ngật tay lên tiếng, em cứ như vậy nghe lời tôi. Tôi đây hiện tại cho em hôn tôi một cái, em sao không cho? Lộ vô khả không đáp, an an tỉnh tỉnh mới vừa còn miệng mồm lanh lợi hiện tại nửa con mắt đều không cho anh thẩm ngật tay nhìn bộ dáng này đầu rĩ cười môi cô hơi mỏng có chút hồng thẩm ngật tay khắc chế một lát mới thu tầm mắt từ trên mặt cô rời đi lộ vô khả đột nhiên hỏi anh một câu anh sợ tôi không thẩm ngật tay như thể nghe thấy sự cười nhạo quay đầu chuyện vừa rồi ở quán ba à lộ vô khả gật gật đầu nếu tôi nói thẩm ngật tay lười nhát rũ mắt, tạm dừng một lát, chuyện này chỉ làm tôi có ý muốn với cái miệng em hơn, em tin không? Phóng chừng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ trả lời kiểu vậy. Lộ vô khả nhất thời nghẹn họng. Thẩm ngật tay ngữ khí nữa là dạy dỗ nữa là thương lượng, bất quá lần sau đừng xúc động, đừng làm gì để hồ sơ lưu án. Lời này từ miệng người nọ hầu như không có sức trăng đe. Anh là người đã đánh nhau hung hăng nhất trong quán bar thẩm ngật tay đón nhận ánh mắt nghi ngờ từ cô cười là tôi xúc động được chưa cô lúc này mới vừa lòng nhưng thẩm ngật tay vẫn là không yên tâm đề tài này không thể trôi qua dễ dàng như vậy anh biết rõ lúc cô bị bóp cổ trong quán bar có ý đồ cầm chai rượu đập lên đầu người kia là muốn mạng hắn thay vì cố gắng chạy trốn thoát thân cô là muốn tên đàn ông kia chết thẩm ngật tay nhìn cô tôi đi vào không có việc gì em không được anh nói, em không phải còn bà nội sao? Quả nhiên nhắc tới người thân, chớp mắt vẽ mặt lộ vô khả ngay ra, trông an tĩnh không ít. Còn có, anh thấp giọng cười một tiếng, ông đây còn muốn đời này cùng em nói chuyện yêu đương. Có một lúc, thời gian như đứng yên, tay lộ vô khả ở sau lưng vô thức cào xuống tường. Cô hạ mắt, không hé răng. Thẩm ngật tay hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, lộ vô khả nghiêng đầu né tránh anh chật lưỡi, nói em, em còn tức giận. Lộ vô khả tranh cãi, anh mới tức giận. Tôi tức giận cái rắm, anh nói, hết giận lúc đánh người rồi. Nói không tức giận là giả, bằng không cũng sẽ không đem người đánh gần chết. Nói đến cái này, anh nhìn về chỗ làm anh sôi gan. Lộ vô khả da rất trắng, bình thường hơi chút bị va chạm đều có thể phím hồng, trần cổ hiện tại một mảnh đỏ bừng. Thẩm ngật tay có chút khó chịu lộ vô khả không biết anh đang nhìn nơi đó hỏi vậy anh hối hận không hãy là người đọc văn minh hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang đọc trên chính chủ quát phát hương của cỏ thơm hương của cỏ thơm hối hận cái gì đánh người còn vào đồn cảnh sát nói xong liền nghe thấy tiếng cười nhạo ở đỉnh đầu kiêu ngạo không đem người để vào trong mắt hối hận vì không đánh ác hơn lộ vô khả ngước mắt nhìn anh. Dưới màn đêm, da cô trắng như được xối lên một lớp sữa bò. Thẩm ngật tay nhìn chầm chầm gương mặt kia, không lên tiếng lặng lẽ hít vào một hơi. Anh cười, lộ vô khả, em thật sự không biết tôi đối với gương mặt này của em không phải người tốt lành gì sao. Lộ vô khả cố ý giả ngu không hiểu, cái gì? Thẩm ngật tay nhướng mày, giọng điệu cà lơ phất phơ, tôi liền làm cho em biết. Anh như chỉ là bàn luận thời tiết hôm nay bình thường ra sao, không có bất kỳ dự báo. Nói thật tự nhiên sau cúi thấp người xuống. Nam sinh so với cô cao hơn một khúc, thân hình bao phủ cô gái phía dưới cảm giác áp bách không thể giải thích được. Lộ vô khả lưng dán vào tường. Hơi thở hòa vào nhau, thẩm ngật tay sát gần người cô. Lộ vô khả nghiêng đầu. Thẩm ngật tay im lặng liếm liếm môi dưới, không có dừng lại, hướng đến nơi khác của cô nàng lộ vô khả không kịp phản ứng lại, hai mảnh môi mỏng ấm áp phóng đảng triền miên ở cổ cô. Đầu cô bỗng chốc trống rỗng, duỗi tay muốn đẩy anh. Thẩm ngật tay dễ như trở bàn tay mà bắt được hai tay cô, cậy mạnh chế trụ. Tự như anh nói, thể lực nữ sinh trên người nam sinh không có lợi thế, lộ vô khả một chút cũng không tránh thoát được. Cô cảm giác được nơi nào đó trên cổ bị mổ xuống mút nhẹ nhẹ, mang theo hơi nóng, và đau bỏng nhẹ. Lộ vô khả muốn né tránh, liền nghe được tiếng cười người nọ, hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt, sao máu chỗ này còn chưa khô. Lộ vô khả sửng sốt. Thấm ngật tay như là chưa đã thèm, lại hôn hôn chỗ kia, đi chỗ nào lại bị vậy. Anh đoán chắc là vừa rồi tại quán ba có mảnh vỡ thủy tinh không biết ở đâu văng tới. Thật là chỗ nào cũng mảnh mai, yếu điệu. Cố tình tính khí lại khó trị không chịu được. Anh buông lỏng tay cô, quả nhiên thực mau bị cô đẩy ra lộ vô khả như là thực tức giận lại như là thực bình tĩnh, mặt mày bình thường nhu hòa như nước kia giờ phút này rốt cuộc cũng nhiễm chút tâm trạng. Cô dựa vào tường phía sau ngực hơi hơi phập phồng, nhìn anh chầm chầm rồi đi ra ngoài hẻm nhỏ. Thẩm ngực tay dựa vào tường vô lại mà cười một lát, chờ cười đủ mới biến nhát thẳng dậy, đuổi theo cô. Sắc trời vẫn còn tối, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Ngoài hẻm ở một góc đường bên kia thật sự có vài chiếc taxi dừng lại, đèn đường rơi xuống kính chắn gió bị nước bắn lên tung tóe. Rạng sáng người đi taxi có thể đến được trên đầu ngón tay, bọn họ có cơ hội sẽ không nỡ bỏ qua. Thậm chí nửa đêm nửa hôm ngủ không được, tranh nhau giành khách cùng đồng nghiệp. Cuộc sống thật không dễ dàng. Lúc lộ vô khả hướng bên kia đi qua, mấy tài xế đang vắt chân ngủ gật lập tức giật mình thanh tĩnh, như thể thấy được thần tài. Lộ vô khả không quan tâm bọn họ ai báo giá cao ai báo giá thấp, tùy tiện ngăn cản một chiếc lên xe đóng cửa bảo tài xế lái xe thẩm ngật tay rề rà ở cách sau cô vài bước mở cửa xe trước khi xe chạy đi anh thảnh thơi mà ngồi vào ghế sau ghế sau taxi thật nhỏ nam sinh dựa vào lưng ghế một cặp chân dài không có chỗ để tùy tiện mà mở rộng tài xế đằng trước thấy có người lại lên xe hỏi hai người là một đôi lộ vô khả nói không phải không quen nói xong muốn đẩy cửa xuống xe thẩm ngật tay ở phía sau ngăn cản lộ vô khả ý đồ muốn xuống xe, ý vào mình thân dài tay dài, những người qua người cô đem cửa xe một lần nữa đóng lại. Nhìn anh tâm trạng có vẻ không tệ, khách khách khí khí nói chuyện với tài xế. Thật ngại quá, bạn gái đang giận dỗi với tôi. Đi Lâm Giang Ngự Phủ Chương 23 Edit, Tiểu Hương Beta, Tiểu Miu Quát bát hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm nhà thẩm ngật tây ở trong một khu biệt thự. Chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là cách trường học quá xa. Lộ vô khả hoài nghi thẩm ngật tây cố ý. Chọn nhà cách trường học xa như vậy, tài xế taxi ngại đường xa chắc chắn không chịu vòng trở về. Hôm nay có thể cô không được may cho lắm, gặp phải loại tình huống này. Tài xế đưa đến Lâm Giang Ngự Phủ sau cũng bảo cô cùng xuống xe, nói là 4 giờ sáng có khách đặt xe của hắn, hiện tại đưa cô về Đại học Lan Giang lại chạy tới nơi đón người sợ trễ giờ. Cũng không biết thật hay giả, ngại không thể nói tùy tiện tìm lý do. Cô chỉ có thể từ trên xe đi xuống. Hiện tại là 2, 3 giờ sáng, quanh đây yên tĩnh đến một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng côn trùng không biết từ nơi nào kêu vang. Thẩm ngật tay đi về hướng nhà mình, đi được hai ba bước liền phát hiện người phía sau không đi theo, dừng bước xoay người. Lộ vô khả hơi nhíu mi, trong tay đang cầm di động không biết bấm bấm cái gì thẩm ngật tay lập tức đoán được cô đang làm cái gì nhắc nhở cô một câu giờ này gần đây không thể gọi xe được đâu thật không đi vào lộ vô khả đang bấm di động tạm dừng một chút sau lại bấm tiếp không vào thẩm ngật tay gật gật đầu giống như không lo lắng được thôi nói xong xoay người đi vào nhà lộ vô khả không để ý đến anh nơi đây thật sự như lời anh nói một chiếc xe cũng không thấy, làm đứng hơn 10 phút sau cô liếc nhìn cuối cùng cũng tìm ra được nhà của thẩm ngật Tây. Kiểu biệt thự song lập, chiếm diện tích rất lớn, mang đậm phong cách táo bạo lại không thiếu sự sáng tạo. Người này ở bất cứ nơi nào cũng thực ngông. Một khán đài được xây dài rộng ở tầng 2, cửa kính lớn từ sàn đến trần, bên trong đèn sáng, hẳn là thẩm ngật Tây đi lên đó. Đây là quyền thế gia đình phát triển không ngừng từ cành ra tới lá lộ vô khả không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới di chuyển tầm mắt. Thẩm ngật tay sau khi tắm rửa từ phòng tắm bước ra. Điện thoại trên giường hiện tin nhắn do bố anh gửi đến, anh đi tới cầm lên xem qua. Đơn giản chính là lần này anh lại gây chuyện, trừ tiền sinh hoạt tháng này, nói dạy dỗ thì không nói. Ông lại không biết con trai mình cánh đã sớm cứng, mấy cái cách này đối với anh từ lâu đã không còn tác dụng. Anh thoát ra gọi điện thoại cho Tề Tư Minh, đi đến bên cửa sổ. Tề tư minh bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng bị thương, còn đang ở bệnh viện xử lý, gọi đi chưa được vài giây tề tư minh bên kia liền nghe máy. Thế nào rồi? Thẩm ngật tay hỏi qua điện thoại. Tinh thần tề tư minh có vẻ cũng không tệ lắm, không có chuyện gì, sau lưng bị rạch một đường nên khâu mấy mũi, phương hoành dịp bọn họ trên người cũng đều là vết thương nhỏ. Mấy người này đi uống rượu lúc nào cũng kéo theo một lũ, Đêm này lúc ấy đánh nhau có chút tác dụng. Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng, cảm ơn, hôm nào mời các cậu uống rượu. Nói lời này làm gì chứ, Tề Tư Minh nói, là huynh đệ không tiếc cả mạng sống này có gì đâu, có điều vẫn muốn được mời rượu. Thẩm Ngật Tây từ trên bàn bên cạnh lấy hộp thuốc, lấy một điếu ra nhét vào trong miệng, không chút để ý đáp, được, không thể thiếu cậu. Lại nói, được rồi, bên này còn có chút việc, cúp trước. Tề Tư Minh cách điện thoại đều có thể ngửi được mùi bất thường, giọng điệu đen tối, ngật ca, cậu có phải đem người em gái trà sữa về nhà không? Muốn tính toán đêm nay làm chút gì à? Thẩm Ngật tay thông thả ung dung hút điếu thuốc, cười, "Cút, cậu hay lắm, sao không đi làm mũi chó đi?" Tề Tư Minh ở bên kia cười vài tiếng, lại nói, "Đêm nay lúc chúng tôi rời đi còn nghe thấy cô nàng đi khắp nơi dò hỏi cậu đấy." Thẩm Ngật tay liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía dưới đang ngồi sổm thuận miệng hỏi câu, cái gì? Cô ấy hỏi cảnh sát tới quán ba là ở đồn nào? Thẩm ngật tay không nói chuyện. Tề tư minh nói, tôi liền đoán cô ấy khẳng định đi tìm cậu, quả nhiên không đoán sai. Nhìn người dưới lầu đứng lên tựa hồ phải đi, thẩm ngật tay rốt cuộc chậm rãi mở miệng, được rồi, cúp đây. Nói xong cũng không đợi tề tư minh đáp lại cúp điện thoại. Anh bỏ di động vào trong túi đi xuống lầu, đi ngang qua phòng quần áo chân hơi dừng lại thẩm ngật tay liếc mắt nhìn vào trong một cái đơn giản đi vào lấy áo khoác đến dưới lầu người đã chạy không thấy bóng dáng anh nhìn khắp nơi không thấy người đâu phỏng chừng đi hướng ngược lại lúc đến đây tình nguyện đi ngược trở về cũng không vào nhà anh tính tình này thật là một nửa cũng không được thẩm ngật tay đi ga ra lấy xe lái xe dọc đường ra đến cổng khu biệt thự không bao lâu liền thấy được một bóng dáng lộ vô khả vẫn luôn men theo lề đường đi hướng ra ngoài thẩm ngật tay ở phía sau cô bấm còi. Cô ngó lơ, rõ ràng biết là anh. Mặc kệ anh ở phía sau bấm còi in ỏi, cô đều không quay đầu lại. Thẩm ngật tay một tay lười nhát gác lên cửa sổ xe, lái về phía trước. Thực nhanh xe liền đi song song với cô, anh chậm rãi mở miệng, lên xe. Lộ vô khả rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua, không lên. Nói xong thu hồi tầm mắt, lại đi về phía trước. Thẩm ngật tay nhìn cô như vậy cũng không nói gì nữa, dẫm chân ga phóng đi. Chiếc siêu xe màu đen lao vút qua cô. Lộ vô khả như thể không nhìn thấy, vẫn luôn đi về phía trước. Thẩm ngật tay không lái xe đi xa, không nhanh không chậm mà đánh nửa vòng vô lăng, xe ở ngang giữa đường. Trước xe vẫn còn có chỗ có thể đi qua, lộ vô khả muốn đi qua chỗ đó. Thẩm ngật tay lái xe về phía trước chặn đường cô lộ vô khả đi về hướng nào anh liền lái xe về hướng đó, cũng không nói lời nào, giống như hôm nay quyết định ý đồ muốn chặn đường cô. Lộ vô khả rốt cuộc kêu tên anh, thẩm ngật tay. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên anh, thẩm ngật tay có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn cô, chuyện gì? Lộ vô khả nói, để tôi đi qua. Thẩm ngật tay không để ý, em cho rằng đi ra ngoài là có thể bắt xe. Lộ vô khả nói, không chừng gặp được người tốt. Sau đó chở em đoạn đường Thẩm ngật tay nói tiếp lời cô Lộ vô khả không nói gì Thẩm ngật tay nói Em là con gái Hiện tại đi ra ngoài người đồng ý cho em đi nhờ xe 90% không phải là người tốt Em tin không Lộ vô khả đương nhiên biết Nói lời kia chính là vì muốn chọc giận anh Sẽ không ngốc đến mức đi ra bên ngoài tùy tiện cản một chiếc xe lạ rồi lên xe Thẩm ngật tay khi nói lời kia rõ ràng nhìn không được vui vẻ cho lắm khó có khi không cả lơ phất phơ. Lên xe, anh nhìn cô, đưa em về trường học. Lộ vô khả bất động, thẩm ngật tay bấm còi. Sau một lúc lâu dằn co, cô đi tới chỗ cửa ghế sau, lại phát hiện cửa xe mở không ra. Thẩm ngật tay ngồi ở ghế lái, đầu cũng không quay, nói, đi lên ghế trước. Lộ vô khả do dự vài giây, mới vòng qua xe đi đến chỗ ghế trước. Siêu xe gầm xe thấp, vững vàng mà hăng hái chạy trên đường quốc lộ, núi đen liên tục không dứt lùi lại phía sau. Lộ vô khả không phải chưa thấy qua thẩm ngật tay lái xe, trước kia ở cổng trường thấy qua một lần, cô không chỉ còn nhớ rõ chiếc lần này cùng chiếc lần trước không giống nhau. Có lẽ sau một ngày như thế thẩm ngật tay cũng có chút mệt, không nói gì, liền cầm hơi lỏng vô lăng mà lái xe. Lộ vô khả tất nhiên cũng sẽ không chủ động cùng anh nói chuyện. Một đường không nói gì. Sau khi đến dưới ký túc xá, lộ vô khả hướng thẩm ngật tay nói tiếng cảm ơn, muốn mở cửa xe đi xuống. Thẩm ngật tay đã mở miệng, ở trên xe đợi đi, gác cổng qua rồi đi lên. Lộ vô khả sửng sốt. Ký túc xá sinh viên có người gác cổng, rạng sáng 3, 4 giờ trở về muộn như vậy xem như nghiêm trọng, bị bắt được trường học sẽ trực tiếp xử phạt cùng phê bình. Lộ vô khả tính trở lại cũng không thể đi lên. Thẩm ngật tay rõ ràng biết chuyện này, đem mình lưu lại chỗ anh một đêm là tốt nhất nhưng bởi vì cô không muốn anh một câu cũng không nhắc đến ngược lại cùng cô về ký túc xá ở phía dưới chờ vô ích lộ vô khả nói không cần tôi đi ra ngoài chờ là được cửa xe lại bị thẩm ngật tay bấm khóa anh cầm di động chơi trò chơi mắt đều không nâng ngồi đó đi lộ vô khả phát hiện đêm nay thẩm ngật tay có điểm khác lạ rõ ràng khác lạ chắc bắt đầu từ lúc cô không đồng ý lên xe anh tức giận nhưng cũng không giống Lộ vô khả nhìn thời gian, hơn 4 giờ, qua một hai tiếng nữa cổng ký túc xá sẽ mở. Cô không chơi di động, ở chỗ kia ngồi im. Thẩm ngật tay không cùng cô nói chuyện, tự mình chơi game, cũng không quấy rầy cô, đem di động để chế độ im lặng, trong xe so với màn đêm bên ngoài còn an tĩnh hơn. Lộ vô khả suốt đêm không chập mắt, trước mắt an tĩnh một lát liền cảm thấy mệt trả rời. Cô cũng không biết mình ngủ khi nào lúc mở mắt ra lần nữa trời đã hửng sáng có người dậy sớm đã lục tục từ trong ký túc xá đi ra ngoài thẩm ngật tây không có ở trên xe lộ vô khả dậy mới phát hiện trên người mình có áo khoác phía trên mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt thẩm ngật tây người không ở trên xe cũng không biết đi đâu rồi mới vừa nghĩ đến đây cửa xe bên ghế lái đã bị mở ra một luồng gió từ bên ngoài thổi vào mang theo mùi khói thuốc phả vào mặt cô lúc thẩm ngật tay đi lấy thuốc mới phát hiện cô tỉnh trên người còn cái áo anh tỉnh rồi cô gái mới vừa tỉnh dậy trong mắt như bôi một lớp nước mỏng có điểm mông lung giống nai còn dính một thân sương sớm trong rừng sáng sớm cô nhìn anh tựa hồ còn chưa có phục hồi tinh thần thẩm ngật tay rời mắt từ trong hộp thuốc lấy một điếu ra đưa đến bên môi ngậm vào trong miệng lại ném hộp thuốc về trong hộp đựng đồ ở bản điều khiển trung tâm vừa rồi đi xuống hút điếu thuốc lộ vô khả phản phất lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cũng dời tầm mắt, ư. Ừ. Thẩm ngật tay vớ lấy bật lửa, xuống xe, đi thì đem cửa đóng lại là được. Lộ vô khả nói tiếng cảm ơn với anh một giây trước khi anh đóng cửa. Thẩm ngật tay nói, chỉ ngủ trong xe, không có gì để cảm ơn. Nói xong đóng cửa xe lại. Lộ vô khả ngồi không bao lâu trên xe, cơ hồ là thẩm ngật tay xuống xe trước cô liền sau lưng anh đi theo xuống vương ngẩng đầu đã thấy thẩm ngật tay cùng tề tư minh ở dưới gốc cây hút thuốc mấy người này giống như không cần ngủ chịu đựng suốt đêm trên người còn mang theo vết thương đến bây giờ vẫn khỏe như vâm tề tư minh cũng thấy cô như rất quen nhau vẫy vẫy tay với cô thẩm ngật tay ánh mắt cũng hướng đến bên này lộ vô khả đóng cửa xe đi vào trong ký túc xá tề tư minh ở bên kia nhìn bóng dáng cô nàng tắm tắt cảm thán vài tiếng ngật ca cậu cũng có lúc nếm mùi vị thất bại nhỉ. Thẩm Ngật Tây cũng không biết có hay không đang nhìn lộ vô khả, chậm rãi nhả ra khói thuốc, không nói gì. Tề Tư Minh nói, tôi còn tưởng cậu tối hôm qua đem người về nhà, ít nhất là. Hắn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ngật Tây liếc mắt tới. Được được được, tôi không nói nữa. Bất quá Tề Tư Minh thật sự cảm thấy kỳ lạ đến khó tin. Hắn luôn cảm thấy rằng cảm giác thẩm ngật tay dành cho lộ vô khả đều rất khác với bất kỳ cô gái nào đi bên người anh trong quá khứ. Đem người bắt nạt cô đánh đến tiếng vào đồn cảnh sát liền không nói, ở chỗ này đợi lâu như vậy cư nhiên chỉ vì để cô ngủ một giấc. Chưa thấy qua thẩm ngật tay để tâm như vậy. Không có. Hắn nhìn anh. Thật mẹ nó kỳ lạ đến khó tin. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Lộ vô khả trở lại ký túc xá vừa lúc gặp phải tưởng thanh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Đồ đạc hẳn là đã thu dọn từ sớm, rời đi sớm như thế phỏng chừng chính là không muốn cùng cô giáp mặt, lại không nghĩ cô như vậy đã trở lại. Hai người ở cửa đối mặt nhau, tưởng thanh sửng sốt. Tối hôm qua lộ vô khả một đêm không trở về, mặc dù a thích nhận được tin nhắn cô báo an toàn vẫn là không yên lòng mà ngủ lúc này giấc ngủ không được sâu lắm nghe thấy có tiếng mở cửa nhanh chóng từ trên giường nhô đầu ra nhìn cô nàng vừa thấy lộ vô khả cả người đều thanh tĩnh lập tức từ trên giường ngồi dậy mẹ nó lộ vô khả cậu còn biết trở về a à? nhưng hiện tại cô ấy cũng không rảnh lo tính sổ với lộ vô khả bởi vì trước mắt có người nháo muốn dọn ra ký túc xá Cô ấy từ trên giường bò xuống dưới nói với Lộ Vô Khả, "Cậu mau khuyên Tưởng Thanh đi, từ tối hôm qua cậu ấy nói muốn dọn ra ký túc xá, mình khuyên như thế nào cũng vô dụng, Vu Hi Nhi lại không khuyên cậu ấy." Lộ Vô Khả ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Tưởng Thanh. Tưởng Thanh bị cô nhìn chằm chằm đến không biết làm thế nào. Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi cô ấy một câu, nói cho người khác biết chỗ mình làm việc là cậu, đúng không? Tưởng Thanh tay cầm vali rung nhẹ nhẹ, không hé răng. A à, thích sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bầu không khí giữa lộ vô khả và tưởng thanh không đúng lắm. Động tỉnh này của các cô không làm người ta bị thức giấc cũng khó, tối hôm qua ở ký túc xá Vu Hi Nhi ngủ cả đêm lúc này cũng tỉnh. Ngày đó tưởng thanh ở trong ký túc xá cùng lộ vô khả nhắc tới quán ba lúc ấy Vu Hi Nhi cũng có mặt, cho nên tối hôm qua biết được lộ vô khả ở quán ba xảy ra chuyện, cô ấy liền biết chuyện này cùng tưởng thanh chắc chắn có liên quan đây cũng là nguyên nhân vì sao tối hôm qua cô ấy không có khuyên tưởng thanh ở lại cô ấy từ trên giường đi xuống kéo a thích cùng nhau ra ngoài chuyện này để các cậu ấy tự mình giải quyết sau khi đi khỏi còn giúp các cô đóng cửa lại tưởng thanh vừa nãy đến bây giờ vẫn luôn không hé răng hơi cúi đầu lộ vô khả hỏi vì sao nói cho bọn họ biết nơi mình làm việc tưởng thanh khẽ mở miệng cũng không biết là khó nói hay là có nỗi khổ gì trong lòng sau một lúc lâu chỉ run nói câu thực xin lỗi lộ vô khả này bình thường bên ngoài nhìn giống như cái gì cũng đều không thèm để ý trên thực tế khó chịu nhất người khi dễ người chính là cô kỳ thật từ ngày đó tưởng thanh quá giới hạn hỏi cô muốn đổi việc làm ở quán ba không cô đã lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn chỉ là không nghĩ tới là bởi vì chuyện này tưởng thanh nói thực xin lỗi lúc sau lộ vô khả không nói thêm gì nữa nhưng cũng không có ý tứ để cô ấy đi ra ngoài Tưởng Thanh biết mình hôm nay không giải thích rõ ràng sẽ đi không được. Cô ấy an an tĩnh tĩnh, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Vô Khả rất có kiên nhẫn mà chờ. Hai người họ không phải là những người nhiều lời, mà người như các cô rất dễ dàng lâm vào cuộc chiến giằng co. Một người không nói lời nào, một người cũng không mở miệng ép hỏi. Mỗi phút mỗi giây trở nên thật dài. Tưởng Thanh vẫn luôn cúi đầu, như là đang dựng nên cái xác ngoài cứng rắn cho chính mình cô ấy dùng loại thái độ tiêu cực chết lặng này đối đầu với cả thế giới không rõ vì điều gì có một lúc lộ vô khả thế mà cảm nhận được một tia tuyệt vọng trên người tưởng thanh đang bên bờ vực sụp đổ không phải thông qua lời lẽ cũng không phải thông qua hành động cơ thể như là có loại cảm giác nào đó thoảng ở trong không khí mà cô đã từng nếm trải qua loại cảm giác này vì nó cộng hưởng trong cơ thể cô lộ vô khả vô thức mà nắm chặt tay đầu ngón tay bấm vào trong lòng bàn tay thời gian không biết trôi qua bao lâu tưởng thanh rốt cuộc khàn giọng mở miệng rõ ràng không có nghẹn ngào không có khóc trống cổ họng lại như bị nghiền nát bởi trăm ngàn loại đau khổ ở bên trong mình không chỉ biết bọn họ muốn đi quán ba tìm cậu mình còn biết bọn họ cho cậu uống ly rượu có bỏ đồ vào không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bọn họ có thể ác độc tới trình độ nào bọn họ luôn có trăm phương ngàn kế làm người mở rộng tầm mắt nếu cô tối hôm qua đem ly rượu kia uống, kết quả như thế nào không cần tưởng tượng. Đơn giản là ghen ghét. Lộ vô khả lạnh cả sóng lưng. Tưởng thanh ngẩng đầu nhìn về phía cô, lộ vô khả, cậu nghĩ mình muốn đem cậu bán đi sao? Cô ấy như là phát điên, lại như là cuối cùng cũng tỉnh lại trong thế giới đầy giả tạo, cười. Thật đúng là chính mình tự nguyện, lộ vô khả, cậu tên gì, cậu học trường nào, chuyên ngành nào, cậu đi làm ở đâu, đều là mình nói cho bọn họ biết lộ vô khả không có tức giận ánh mắt lẳng lặng mà nhìn cô ấy vì sao vì sao tưởng thanh hỏi lại chính mình cô ấy như là nghĩ không ra lại như là đang liều mạng áp chế muốn nói ra suy nghĩ ở giây phút cuối cùng dũng khí nhanh chóng bị thời gian bào mòn cô ấy cuối cùng kiệt quệ một chút sức lực cuối cùng bởi vì rất đau lộ vô khả nếu không phải là cậu sống không tốt thì chính là mình Cô ấy kéo xuống cổ áo, nhìn thấy từng mảng đỏ tím đang xen, gây người. Dày đặc, máu bầm chưa tan. Chương 24 Edit, Tiểu Hương Beta, Tiểu miêu. Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Sự nhu nhược của con người sẽ tạo thành thói quen. Cùng lúc đó sự phản kháng cũng sẽ không theo tuổi tác mà nổi lên. Ngược lại chỉ biết càng lúng càng sâu, thẳng đến khi bị chèn ép thành thói quen, không bao giờ gượng dậy được nữa. Từ cao trung đến bây giờ, ước chừng tưởng thanh đã bị ức hiếp 5 năm. Khi đó luôn cảm thấy chỉ cần chống đỡ qua 3 năm cao trung, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng người chân chính nếm qua đau khổ sẽ biết, mọi chuyện rồi sẽ ổn những lời này chính là vô nghĩa. Nào có ai đã từng bị thương tổn còn có thể trở nên tốt được? Đây đều là những lời nói của những kẻ chưa bị hủy hoại bởi những tổn thương như vậy trên thế gian không có bất kỳ đau khổ nào của một người có thể được người khác đồng cảm sâu sắc, người khác thậm chí sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ, cười bạn cố tình làm ra vẻ yếu đuối mong manh. Tưởng Thanh phải chịu đựng thiệt thòi này khi còn học cao trung, không được thấu hiểu hay đồng cảm, từ đó về sau bị bắt nạt cũng sẽ không tìm ai nói ra. Cô ấy vô duyên vô cớ bị nhìn chồng chọc, nhìn chồng chọc liền bị nhìn đến bốn năm năm. Lên đại học, những người đó đều học trường kỹ thuật bên cạnh tình cảnh của cô ấy cũng không khá hơn là bao những nam sinh nữ sinh hơn mười mấy tuổi dùng âm mưu xấu xa tồi tệ bắt nạt người chỉ bằng mấy cách đánh đập mắng mỏ quan hệ tình dục lăng nhục như thế nào làm như thế không ngoại lệ tưởng thanh cũng có bức ảnh không thể công khai bị bọn họ giữ ở trong tay không phải cô ấy không cầu xin giúp đỡ nhưng chỉ đổi lấy sự tệ hại hơn từ đám người kia bọn họ so với cô ấy có rất nhiều tiền huống hồ còn là giang hồ có người bảo kê, bọn họ có rất nhiều cách hành hạ cô ấy. Tưởng Thanh ngay từ đầu vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao bọn họ cứ cố ý nhìn chồng chọc mình, số mệnh mình trời sinh là trẻ trúng sao? Sau này cô ấy từ lời lẽ nhục mạ của bọn họ biết được một hai điều. đơn giản chỉ vì bố cô ấy từng đi tù, đúng vậy, thật nực cười chỉ vì điều này. nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện vô lý đi, vụ này của cô ấy cũng không kém là bao. Bởi vì cô ấy là con gái do bố mình sinh ra, cho nên con gái cũng có tội, mỗi người đều mang thành kiến mà nhìn cô ấy. Dần già cô ấy đều cảm thấy mình thật sự có tội. Sau khi hòa nhập vào môi trường mới ở trường đại học, tình hình của cô ấy mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, có bạn mới, cuộc sống mới. Nhưng sự xuất hiện của nhóm người kia nhắc nhở cô ấy từng giây từng phút, cô ấy như cũ là đồ thấp hèn. Ai có quan hệ với cô ấy thì cuộc đời thật xui xẻo lộ vô khả chính là một trong số đó. Nếu ngày đó bọn nữ sinh kia bắt cô ấy đi trả tiền không phải là tiệm mì Lan Châu, nếu A Thích và lộ vô khả không chào hỏi cô ấy trước, họ sẽ không biết lộ vô khả là bạn cùng phòng với cô ấy, cũng sẽ không xảy ra những sự việc như vậy. Nhưng trên thế gian nào có nhiều nếu như thế, thực sự có nếu cô ấy tình nguyện mình không được sinh ra ở cõi đời này. Đó là những bạn học cao trung của cô ấy, cùng là những ác ma trong cuộc đời của cô ấy. Cố Linh Linh thích thẩm ngật tay, trong cái vòng bạn bè bọn họ đều biết, ngay cả tưởng thanh người bị cho ra rì gọi liền đến đuổi liền đi cũng biết. Anh họ Cố Linh Linh là một tên giang hồ, từ nhỏ cô ta có chuyện gì đều sẽ chạy đến trước mặt anh họ khóc lóc kể lễ một hồi, chịu không được nửa điểm ủy khuất. Anh họ cô ta giao du trong giới, được kể đến nhiều nhất chính là bộ dáng nghĩa khí thô lỗ ở chốn giang hồ, bất cứ bạn bè chưa từng gặp mặt nhau hắn đều có thể giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, Muốn gì người em họ này từ nhỏ được hắn yêu thương, chỉ cần cô ta lên tiếng, hắn tự nhiên không nói hai lời ra tay giúp cô ta giải quyết phiền toái. Người như vậy dốt đặt cán mai còn nham hiểm. Mấy nữ sinh hướng cô ấy dò hỏi lộ vô khả, cô ấy không thể không nói, bởi vì cô ấy biết rõ nếu không nói ra kết cục của lộ vô khả thì sẽ là kết cục của mình. Mấy ả à ở trước mặt cô ấy nói muốn chỉnh lộ vô khả như thế nào cô ấy đều nghe lọt vào trong tai những lời này nhưng cô ấy lựa chọn nhắm mắt làm ngơ cô ấy chẳng qua chỉ có một cuộc sống bị phá nát muốn ở trần gian sống tạm bờ sống tốt hơn một chút tưởng thanh đi rồi con đường trường học dưới ban công ký túc xá càng lúc càng trở nên náo nhiệt tiếng nói tiếng cười giữa ban ngày xuyên vào tai thật rõ ràng rõ ràng trên đỉnh đầu đều chung một bầu trời có người tại thế gian hành tẩu lại chỉ đi qua một lần ở quỷ môn quan A Thích cùng Vu Hi Nhi về phòng, Lộ Vô Khả đã từ trong phòng tắm tắm rửa xong đi ra. Ký túc xá hôm nay của các cô ngoại trừ Vu Hi Nhi có lớp học buổi sáng, Lộ Vô Khả cùng A Thích đều không có, có điều Vu Hi Nhi đã bỏ qua tiết học này. Đi ra ngoài một chuyến A Thích cơ bản ở chỗ Vu Hi Nhi đem sự việc nghe đại khái, lúc trở về trên người còn mang theo tức giận. Cô ấy không thể trông thấy kẻ khi dễ Lộ Vô Khả, cũng tức giận tưởng thanh ở sau lưng âm thầm tính toán người khác mệt các cô còn làm bạn cùng phòng mấy trăm ngày, so thời gian lộ vô khả ở cùng bà nội còn nhiều hơn. A à thích tức giận đến nỗi trận lôi đình, cậu ta rốt cuộc nghĩ gì thế, tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện, lương tâm cậu ta không cắn trước sao. Vu Hi Nhi trở về đặt mông ngồi trước bàn, nói, không phải bây giờ cậu ấy đã dọn đi rồi à. Lộ vô khả từ ban công bước vào với mái tóc dài ướt đẫm, cô dường như không quá muốn bàn về chuyện này, duỗi chân khều thùng rác lại đem khăn giấy lau tay ném vào các cậu có gì ăn không a à thích hỏi cô đói bụng sao lộ vô khả gật gật đầu cái gì cũng được bánh quy cũng được ăn bánh quy gì chứ a à thích từ trên bàn mình lấy hộp sữa bò cùng bánh mì đi qua đặt lên bàn cô ăn cái này đi tối hôm qua mới vừa mua còn mới đó vu hy nhi gác một cánh tay ở trên ghế cùng lộ vô khả nói về tưởng thanh là cậu ấy báo cảnh sát đến quán ba, tối hôm qua nghe thấy cậu ấy ở ban công gọi điện thoại cái này tưởng thanh cũng không có cùng lộ vô khả nhắc qua lộ vô khả mở ống hút cắm vào hộp sữa bò lạnh nhạt mà ồn một tiếng không hề có cảm xúc lãnh đạm đến thẳng thắn trực tiếp tưởng thanh tất nhiên đáng thương nhưng lộ vô khả không nói tha thứ hay không tha thứ người với người tổn thương đều là có để lại dấu vết điểm này tưởng thanh so với cô rõ hơn cho nên cô ấy mới có thể chủ động từ ký túc xá dọn đi. Lộ Vô Khả tự nhiên cũng không có cản cô ấy. Lộ Vô Khả vừa mới uống được một ngụm sữa bò, điện thoại trên bàn liền rung lên. Cô liếc mắt một cái, người nọ cư nhiên còn ở dưới lầu. Thẩm Ngật tay muốn cô đi xuống dưới lầu lấy bữa sáng. A à thích ngồi trên bàn đung đưa chân, hỏi cô, ai gửi tin nhắn cho cậu thế? Lộ Vô Khả thuận miệng nói lung tung, "Bà nội." Cái mông ấy a à thích nói bà nội ngay cả di động cũng không biết rõ còn gửi tin nhắn cho cậu cơ di động sáng rồi lại tắt thẩm ngật tay người này từ trước đến nay đều là cường thế di động lại sáng xuống dưới bằng không tôi có rất nhiều cách để đi lên màn hình lại tối sầm màu đen lộ vô khả nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua bóng dáng thẩm ngật tay vung tay đập chai rượu xuống cũng là màu đen hãy là người đọc văn minh Hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyền nguyên kỳ một. Con hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Giống như người điên. Thế nhưng ai lại không phải là người điên nhỉ? Cũng không biết qua bao lâu, cô đem sữa bò đặt ở trên bàn, đứng dậy dẫm lên dép lê đi xuống dưới lầu. A à thích thấy cô muốn đi ra ngoài, ở phía sau hỏi, cậu đi đâu đó? Cô ấy chưa hỏi xong lộ vô khả đã từ trong ký túc xá đi ra ngoài, cô ấy quay đầu nghi hoặc hỏi Vu Hi Nhi, shipper giao đồ ăn đến sao? Vu Hi Nhi chính là hồ ly tinh, chút chuyện này giữa nam và nữ cô nàng hiểu đến thấu đáo. Cô ấy hướng hành lang nâng nâng cầm, đi xem một chút, dưới lầu có tên con trai nào không? Con đường trường học đã không còn đám người đông đúc vội vàng chạy đi học, hiện tại ở trên đường đều là vài người chạy đua với chuông báo giờ giành giật từng giây từng phút đi phòng học. Lộ vô khả dẫm lên dép lê lạch bạch lạch bạch từ trên tầng đi xuống, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ gì quản lý ký túc xá như cũ ở bên trong mở phim truyền hình tình cảm chiếc siêu xe màu đen kia của thẩm ngật tay còn đầu ở bên ngoài ký túc xá chỉ là không thấy người đâu lộ vô khả đứng ở cổng ký túc xá nhìn xung quanh liền nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến 9 phút cô quay đầu nhìn thẩm ngật tay tay bỏ trong túi dựa trên thân cây ở bên cạnh cổng ký túc xá qua một phút nữa tôi liền đi lên lộ vô khả nhìn anh vết thương trên mắt phải gần lông mày của thẩm ngật tây đã kết vẫy miệng vết thương nho nhỏ trên người nam sinh mang vết thương nhưng không bị ảnh hưởng gì cả ngược lại một cổ phóng túng trên người không bị kiềm chế càng mê người hơn anh nâng mắt nhìn cô từ trên xuống dưới em mặc như vậy đi xuống váy ngủ hai giây khác với bộ màu trắng lần trước đã thấy ở nhà cô là màu đen dưới chân còn mang một đôi dép trong nhà tuy rằng đã mang áo khoác cái gì cũng nhìn không thấy lại khiến người càng tưởng tượng nhiều hơn lộ vô khả giả ngu không được sao như đang nói chỉ có trong đầu anh là một đống thứ không đứng đắn nghe xong lời này thẩm ngật tay híp mắt nhìn cô tự như nhận thấy cô lúc này có chút khác lạ lộ vô khả chống lại ánh mắt mang theo thăm dò nghiên cứu của anh có đôi khi khí tràng giữa hai bọn họ là sống ngầm cuồn cuộn khí tràng là một khái niệm trong đạo giáo và triết học là một loại năng lực thần bí hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Cứng đối cứng, đều không thể cọ sát ra chút gì. Sau một lúc lâu thẩm ngật tay liếc mắt nhìn khóe môi cô dính chút bọt sữa bò, khẽ cười một tiếng, có thể, như thế nào không thể chứ. Cái loại cảm giác này lại nổi lên, giống gai nhọn nhú ra bầu không khí ngưng trệ. Ở nơi họ không nhìn thấy. Thẩm ngật tay phá vỡ bầu không khí trước, trong tay cầm theo đồ đưa cho cô. Một túi cháo trắng dưa cải thanh đạm, còn có một túi khác đựng đầy đồ ăn vặt. Vì thiếu gia này như muốn dọn luôn cái siêu thị lại đây. Lộ Vô Khả không nhận, mua nhiều như vậy làm gì, dạ dày tôi không lớn như vậy. Giữ lại ăn dần dần không được sao? Thẩm Ngật tay đem túi đưa tới trước mặt cô. Đưa đồ ra rồi không có đạo lý thu về, anh đây là rõ ràng nói anh có rất nhiều biện pháp khiến cô cầm lên lầu. Lộ Vô Khả không nhận. Thật không nhận thẩm ngật tay chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới lộ vô khả nhìn vào mắt anh không nhận bầu không khí yên lặng trong mắt thẩm ngật tay nhìn không ra cảm xúc gì gió êm sóng lặng lộ vô khả đoán không ra anh đang nghĩ cái gì đang muốn đi lên lầu bên eo bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ ông lấy đảo mắt trời đất quay cuồng thẩm ngật tay ông eo cô xoay người đem cô đè ở trên thân cây túi chứa đầy đồ ăn vặt lạch cạch rơi xuống vung vãi đầy đất. lộ vô khả không có kinh ngạc cũng không có thất thố, tay túng vào trên cánh tay anh. trước người cô dính sát vào người anh. hữu lực, cứng rắn. nữ sinh eo thon một tay có thể ôm hết, lòng bàn tay nam sinh to rộng, xương đốt ngón tay gầy. sức lực anh cơ hồ muốn đem eo cô vặn gãy. đau quá. nhưng lộ vô khả cũng không nhăn mày một cái, tầm mắt hướng lên trên nhìn anh. mí mắt thẩm ngật tay rũ xuống góc độ này thấy đuôi mắt nâng lên ngạo mạn lại không dễ chọc dưới mí mắt rũ xuống hiện ra ánh mắt anh đối diện với ánh mắt cô một chút cũng không chịu buông tay cây phía sau cộng vào lưng cô gái phát đau có vài nữ sinh từ ký túc xá đi ra cổng dương giọng cười nói đi qua phía sau bọn họ bọn họ đi hướng đằng kia rồi thẩm ngật tay mắt đều không thèm nâng lên môi mỏng lúc đóng lúc mở lộ vô khả em không thoát khỏi tôi được đâu Lộ vô khả hỏi, dựa vào cái gì? Thẩm ngật tay sát gần cô, chóp mũi cơ hồ muốn đụng cô. Giọng nói nam sinh từ trong lòng ngực trung nhẹ mà phát ra, giọng điệu thông thả ung dung. Như đang lăn trì con mồi nắm chắc thắng lợi. Anh nói, chỉ bằng em là người tôi muốn. Lộ vô khả giật mình. Cô biết anh là nói thật nghiêm túc. Không biết vì cái gì, lộ vô khả cảm thấy lời này thẩm ngật tay muốn nói với cô từ lâu. Có thể là buổi sáng, cũng có thể là sớm hơn trước nữa. Lúc này đây, cô thành công kích thích đến anh. Cô mang áo khoác một bên rơi xuống vai. Bả vai trắng nõn mảnh khảnh lộ ra hơn phân nửa, dây áo hờ hững mà buông ở phía trên. Thẩm ngật tay hơi thở nóng bức phả trên môi cô, phả đến khóe môi cô. Lộ vô khả không tránh. Trong ký túc xá tiếng người rõ ràng mà truyền tới, lại phản phất như cách một thế giới khóe môi bỗng nhiên bị ngón tay thô ráp của nam sinh hung hăng lau xuống bọt sữa bò cũng bị lau đi cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng lần sau đem miệng lau sạch rồi xuống dưới lời này giống như nhìn thấu lại giống như tìm tòi nghiên cứu tay lộ vô khả túng trên cánh tay anh run nhẹ khó phát hiện ra anh nói xong thả lỏng cô đây là lần đầu tiên thẩm ngật tay không có bỏ qua cho cô mang theo khí trạng khống chế mạnh mẽ áp chế người điện thoại trong túi reo lên, thẩm ngật tay lấy ra, nhìn người gọi đến sau đồng ý nhận. Hẳn là người tìm anh có chuyện, anh vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ xe, được, tôi qua đây. Thẩm ngật tay cúp điện thoại sau lên xe rời đi, lúc đi qua cổng ký túc xá nữ quét mắt nhìn đến dưới gốc cây. Lộ vô khả đã rời đi lúc lâu. Dưới gốc cây túi đồ ăn vặt rơi đầy đất, cô không lấy. Thẩm ngật tay khẽ cười một tiếng, dẫm chân ga tăng tốc rời khỏi con đường trường học. Chương hai Edit Tiểu Hương. Beta Tiểu Miêu. Quát bát hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Lộ vô khả về ký túc xá đi lên lầu. A à thích đang khoanh chân tay cầm quyển sách làm bộ làm tịch vu hi nhi ở trước gương trang điểm. Thấy cô đi vào, A à thích từ trong sách ngó cô. Lên rồi à? Lộ vô khả trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, giống như bình thường, bình bình tĩnh tĩnh. Cô ừ một tiếng. Đến trước bàn mình ngồi xuống. Cô không vội nhưng A Thích đã nóng vội, lời không giữ trong lòng nói ra hết bên miệng, hỏi lộ vô khả, thẩm ngật tay tới tìm cậu sao. Lộ vô khả không cần hỏi cũng biết cô nàng là chạy đến hành lang nhìn trộm, cô cũng không có gì giấu giếm, ư. Ừ. Giữa A Thích cùng lộ vô khả không có bí mật gì cả, cô ấy đem sách ném lên trên bàn, lấy ghế dựa qua chỗ lộ vô khả, đối diện cô ngồi xuống. Cô ấy dựa vào ghế, tinh thần hóng chuyện, mình thấy hắn từ cổng đi vào, đoán 89 phần là tới tìm cậu, quả nhiên đúng, hắn tới tìm cậu chuyện gì à? Lộ Vô Khả nhìn thấy hộp sữa bò trên bàn đã uống được một nửa, cầm lấy ném vào thùng rác, hộp sữa bò va vào thùng rác cạch một tiếng. Cô nói, bị điên. A à Thích không hiểu ra sao, cái gì bị điên? Ý trên mặt chữ. Lúc cô nói lời này không có cảm xúc gì, gương mặt kia trời sinh thanh thuần, ngoan ngoãn. A à Thích nói Lộ vô khả, mình nghe ra cậu đang mắng người. Lộ vô khả không nói gì. A à thích ở trên hành lang kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, gần cổng ký túc xá cây lá tốt tươi ung tùm, căn bản không thấy gì hết, tất nhiên cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cô nàng vẫn là lần đầu thấy có người có thể làm lộ vô khả tức giận. A à thích tốt xấu cũng từng ở cao trung yêu đương qua, cô ấy nhỏ giọng hỏi lộ vô khả, cậu sẽ không phải đối với hắn có cảm giác kia đi. Lộ vô khả từ trên kệ lấy sách. Một tờ giấy bị kẹp bên trong, lung lay mà rơi trên mặt đất. Cô thuận thế rũ mắt liếc nhìn, ánh mắt nhìn đến tờ giấy kia thì sửng sốt. Đó là một mẫu tin tức được cắt ra từ một chỗ nào đó trên tờ báo, trang giấy ố vàng, thoạt nhìn đã hơn mười mấy năm. Tin đồn tập đoàn thẩm thị trong lúc làm việc gây ra chất gây ung thư, vì lừa đảo công nhân. Lộ vô khả hồi lâu không nhúc nhích, thẳng đến khi A à Thích đẩy đẩy cô một chút, lộ vô khả, cậu sao vậy? Cô hoàng hồn, không lưng nhặt lên. Cậu sao vậy, nhắc tới thẩm ngật tay cậu liền phát ngốc. A à Thích nói. Lộ vô khả tay đang nhặt đồ dừng lại, rồi sau đó rủ mắt, không có. Cô có thể là bị điên rồi nên mới đồng ý với anh đi xuống. Đây mới là lộ vô khả bình thường. A à Thích nói, có điều nếu là nữ sinh bình thường, được thẩm ngật tay theo đuổi 10 ngày nửa tháng, sớm hạ vũ khí xuống đầu hàng rồi. Cô không nói chuyện. Vu Hi Nhi đầu kia trang điểm xong, đóng nắp xong mím mím môi, không phải sao, có một đống nữ sinh chờ muốn cùng hắn yêu đương. A à thích quay đầu lại nhìn cô ấy, chẳng lẽ cậu cũng muốn à? Vu Hi Nhi trước gương chải tóc, chỉ nói chuyện yêu đương, cũng không phải không thể. A à thích nhớ tới những lời đồn náo động trước kia của Vu Hi Nhi. Mẹ ơi, ký túc xá này cũng quá mẹ nó loạn đi. Cô ấy thử hỏi một câu, trước kia người người đều nói cậu thích thẩm ngật tây, chuyện này là thật sao? Vu Hi Nhi hết lời nhìn cô ấy một cái, cái này cậu cũng tin. Tại cũng không thấy cậu đính chính một chút, mình làm sao biết thật hay giả chứ? Vu Hi Nhi đứng dậy đẩy ghế dựa ra, từ trong ngăn tủ lấy một túi sách nhỏ, trên mạng tin đồn nhảm nhí nhiều, mình đi làm sáng tỏ từng cái một mình mình làm được ư có thời gian vậy mình làm chút việc khác không phải tốt hơn quanh quẩn mấy cái chuyện bịa đặt kia sao? Có điều lúc ấy Vu Hi Nhi tinh thần xác thật sa sút lại áp lực, cô ấy tự hồ nhìn ra A à Thích muốn hỏi cái gì, tự mình nói luôn, lúc ấy chẳng qua bị đoạt đi một người đàn ông, cùng nữ sinh kia đi ra ngoài gây chút sóng gió thôi. Nữ sinh trong miệng cô ấy hẳn là hệ hoa lần đó trong video đổ bia đầy lên đầu cô nàng. A à Thích nghi hoặc, đàn ông. Các cô nói chuyện lộ vô khả tất nhiên cũng nghe được rõ ràng, cô nghĩ tới lần đó ở hội trường, màn hình điện thoại Vu Hy Hi Nhi hiện lên bức ảnh. Đúng vậy, Vu Hy Nhi tươi cười, bạn trai 7 năm. Bị người ta cậy một góc tường. A à thích nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến là chuyện như vậy, nghẹn họng, ngây ngẩn cả người. Vu Hy Nhi nhìn cô ấy, đừng dùng ánh mắt này nhìn mình, không phải cũng chỉ là một tên đàn ông lớn lên có chút đẹp trai thôi sao? trên thế gian lớn lên đẹp trai còn có rất nhiều a à thích hướng cô ấy dựng ngón tay cái tiểu công chúa từ hôm nay trở đi cậu là tấm gương mình phải noi theo cút vu hiên nhi cười cô ấy mang túi sách nhỏ trên lưng ra cửa tớ đi chơi đây bái bai hai vị mỹ nữ nói xong dẫm lên giày cao gót biến mất ở cửa a à thích ngoài ý muốn phát hiện dưới loại tình huống này lộ vô khả vẫn đọc được hai trang sách kinh ngạc đến trận mắt há mồm lộ vô khả cậu có còn là người không vậy kỹ năng nhất tâm nhị dụng này của cậu khi nào có thể chia cho mình một chút không lộ vô khả trời sinh sau người thông minh hơn thành tích của cô bây giờ có thể nhiều lần xếp hạng nhất ở cuối kỳ điều này thể hiện cô cố gắng chăm chỉ rất nhiều không ai rõ hơn a à thích biết lộ vô khả có bao nhiêu nỗ lực so với nói cô nỗ lực vì chuyện học hành nói đúng hơn cô là vì bạc mạng cho cuộc sống làm việc và học tập đều không ngừng nghỉ có đôi khi người lớn không thấy gánh vác được những gánh nặng dĩ nhiên mà rơi xuống trên đầu đứa nhỏ mọi người đều là vì cuộc sống lộ vô khả lật sang trang tiếp theo có thể chứ cậu đem toán học cao cấp của cậu qua đây a à, thích mắt trợn trắng cậu đừng nghĩ lừa mình học bài cái đề kia tối hôm qua mình nhai trong hai tiếng đồng hồ cũng chưa làm ra bây giờ mình mà thấy nó liền muốn ói lộ vô khả là sinh viên khoa ngôn ngữ không cần học toán học cao cấp vì thế mà A à Thích không thể hỏi bài. Cô ấy duỗi người, bây giờ bảo mình đến sân thể dục chạy 800 vòng đều được, giải đề mình chết cũng không làm. Nói đến một nửa cô nàng lại nghĩ tới tưởng thanh mới từ trong ký túc xá dọn đi, hỏi lộ vô khả, vừa rồi tưởng thanh còn ở đây cùng cậu nói gì vậy? Tức giận thì tức giận thật, nhưng tốt xấu đã là bạn cùng phòng hơn một năm, tưởng thanh người này bình thường không tệ, lý trí A à thích cảm thấy cô ấy không giống cái loại sau lưng âm thầm tính toán người cậu ta rốt cuộc bị sao thế có phải thực sự có chuyện gì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy không đây là tưởng thanh thật sự khó mở miệng giấu đến kín mít không thể để lộ bí mật ra ngoài lộ vô khả không đem bí mật của cô ấy nói ra chỉ cho a à thích một câu trả lời đúng vậy tưởng thanh xác thật là bất đắc dĩ cụ thể bởi vì cái gì cô không nói a à thích tuy rằng bình thường cái gì cũng nói ra nhưng thời khắc mấu chốt dây xích vẫn sẽ không rớt cô ấy vừa nghe liền biết chuyện này không thể nói là việc nhỏ hỏi lộ vô khả vậy cần báo cảnh sát không lộ vô khả trong lời nói không có gì do dự cần cô phỏng đoán tưởng thanh lần này từ ký túc xá dọn đi nói lý do cho người quản lý ký túc xá chắc là quan hệ bất hòa với bạn cùng phòng khẳng định chuyện bị người ngoài trường bạo lực không nói đến một chữ ngay cả có thể sau khi lên đại học cũng chưa một lần báo cảnh sát tưởng thanh sau lưng làm hại cô cô sẽ không tha thứ nhưng cô cũng không máu lạnh đến mức bàn quan không kéo người ra khỏi tình cảnh đau khổ. Huống gì trong lòng cô hiểu rõ, khả năng lời này nói ra thực vớ vẩn nhưng tưởng thanh sát thật là hướng cô cầu cứu. Nếu không phải vì hướng cô cầu cứu, cô ấy cũng không cần khó mở miệng đem những vết thương kia mở ra cho cô thấy. Phải cần bao nhiêu dũng khí đây? Khả năng so đi tìm chết dũng khí còn lớn hơn. Cũng có thể bởi vì cô cũng đã từng trải qua loại tình trạng một thân một mình này. Ngày đó lộ vô khả cùng người quản lý ký túc xá gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Coi như làm chuyện tốt đi, để mẹ cô có thể ở nơi cô không nhìn đến được sống tốt một chút. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Học kỳ này lộ vô khả đăng ký thể dục môn bóng rổ, buổi chiều thứ sáu lúc hơn 2 giờ. Nhưng hôm nay giáo viên có việc xin nghỉ giao lớp cho đồng nghiệp dạy thế nên thể dục bị dời xuống lúc 4-5 giờ. Giáo viên kia cũng dạy một lớp môn bóng rổ, dạy lớp mình nhân tiện trong giữ lớp các cô. Lộ vô khả và nữ sinh phòng bên cạnh ký túc xá cùng lớp thể dục, vừa đến thứ sáu học thể dục cô nàng thường tìm cô cùng đến sân bóng rổ đi học. So với thời cao trung, đại học lớn hơn vài tuổi, tâm lý đều không khác nhau mấy, nam sinh nghịch ngợm, ấu trĩ như cũ có rất nhiều, nữ sinh cũng như cũ thích kết bạn, cùng nhau ăn cơm, cùng đi về đúc xê, cùng đi học. Hôm nay lộ vô khả buộc tóc đuôi ngựa cao sau đầu, ánh mặt trời rất chói, da cô bị ánh nắng chiếu trắng như muốn phát sáng. Cô gái tìm cô cùng nhau đi học giống A thích cùng họ, họ hứa, kêu hứa nùng nùng. Hứa nùng nùng lớn lên có khuôn mặt baby đáng yêu, A thích nói cô ấy có đôi mắt to như Triệu Vi vậy, một đôi mắt thay cho nhau. Triệu Vi là một nữ diễn viên, ca sĩ, đạo diễn kim nhà sản xuất phim người trung quốc cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn tiểu yến tử trong bộ phim truyền hình ăn khách của trung quốc hoàng châu cách cách cây xanh rậm rạp một vài bạn học đi học đứng trên ván trượt lướt chạy như bay qua người cô còn chưa đến gần sân bóng rổ tiếng la hét chói tai một đợt cao hơn một đợt cảnh ấy không khác gì mấy cô gái nhỏ theo đuổi ngôi sao đầu năm nay hứa nùng nùng hướng sân bóng rổ nhìn xung quanh sắp đến giờ vào học rồi trận bóng này còn chưa dừng lại sao? Lộ vô khả nghe xong lời cô ấy nói hướng bên kia nhìn qua. Trên sân bóng rổ là các nam sinh hăng hái đuổi nhau, hẳn là có người vào bóng đẹp, tiếng hoang hô cùng nhiệt vang lên làm lỗ tai người ta phát đau. Lộ vô khả xoa xoa lỗ tai, hỏi, thi đấu à? Hứa nùng nùng quay đầu lại nhìn cô, đúng vậy. Cô ấy chỉ chỉ bên trong, chuyên ngành mình với chuyên ngành tự động hóa máy móc ánh mắt lộ vô khả nhìn trên sân bóng rổ còn chưa thu về, quả nhiên thật nhanh thấy được một bóng dáng màu đen đang nhảy lên. Tùy ý, phóng túng. Không giống cuộc sống của cô. Cô thu hồi tầm mắt. Lại là một trận hoang hô. Anh vào bóng. Lộ vô khả không đi tới xem. Mấy tên con trai này cũng hét to quá đi, âm thanh so với con gái còn lớn hơn, hứa nùng nùng còn đang nhìn hướng bên kia thăm dò, vừa nãy nghe một nam sinh lớp mình nói, lần này bọn họ đánh cược rất lớn, thu mời cả chuyên ngành thắng ăn lẩu. Một chuyên ngành nói ít cũng phải đến một hai trăm người, đội thua đi tông nội lẩu phỏng chừng một hai tháng tới uống gió Tây Bắc. Uống gió Tây Bắc dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khác. Câu tương đương trong tiếng Việt, hít khí trời để sống, uống nước lã, hút cháo, ăn cám. Hứa nùng nùng chuyên ngành máy tính với chuyên ngành tự động hóa máy móc hai cái chuyên ngành này đều là nam nhiều nữ ít, nam sinh bình thường cũng đến xem chuyên ngành mình thi đấu vài lần, lần này nam sinh nữ sinh đều tới xem thẩm ngật tay chơi bóng, là hét không lớn mới là lạ đó. Hứa nùng nùng nói, thẩm ngật tay cư nhiên cũng tham gia trận này đó. Lộ vô khả rũ mắt, không nói gì. Lớn lên rất đẹp trai. Hứa nùng nùng nói. Còn chưa đến giờ vào lớp, hứa nùng nùng lại hỏi cô, muốn qua đó coi không? lộ vô khả lắc đầu hứa nùng nùng giống như rất có hứng thú với trận bóng này cuối cùng một mình đi qua lộ vô khả chọn một chỗ răm mát dưới bóng cây ngồi sổng xuống tiếng hoang hô từ sân bóng rổ đối diện một đợt lại tới một đợt không biết qua bao lâu cô rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn đối diện một cái di động đột nhiên reo lên lộ vô khả thu hồi tầm mắt cô lấy di động ra là bà nội gọi sau lúc này bà nội lại gọi điện thoại cho cô nhỉ. Mặc dù bà cụ không biết mỗi ngày cô đi học là lúc nào, nhưng khoảng thời gian cô ở trong lớp học bà cụ biết rõ, chỉ cần là thời gian ở trong lớp học bà bình thường sẽ không gọi điện thoại cho cô. Lộ Vô Khả thực mau nhận nghe, di động đặt ở bên tai. "Bà nội." Bà cụ thấy cô nhận điện thoại tự hồ có chút ngoài ý muốn, còn chưa vào lớp sao? Giọng bà nghe giống như bình thường không có gì khác lạ, còn cười một tiếng bà chỉ muốn gọi điện thoại cho con thôi, không nghĩ tới được nhận máy, còn tưởng rằng con đang học. Ánh mặt trời xuyên qua những kẻ lá. Lộn xộn, loan lỗ rơi trên nền đất xi măng. Lộ vô khả tầm mắt dừng ở phía trên, an tĩnh nghe bà nội nói xong một chuỗi dài sau mới trả lời, dạ, còn chưa vào lớp. Bà cụ vừa nghe cô nói còn chưa vào lớp, lôi kéo cô nhàn thoại vài câu việc nhà. Lộ vô khả vẫn luôn lặng lặng nghe thẳng đến một lúc cô đột nhiên hỏi câu, bà nội, thân thể bà có phải lại không khỏe không ạ? À? Bà cụ bên kia điện thoại nghẹn lời, thực mau trả lời cô, trung khí mười phần. Đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu, cơ thể bà sao không khỏe được chứ, chỉ là muốn nghe giọng con, con nói như vậy về sau bà không gọi cho con nữa. Tính khí thật nóng. Lộ vô khả nhìn chầm chầm nền xi măng bị ánh nắng chiếu, nhìn chầm chầm đến đôi mắt có chút cay cay một đôi chân dài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ngay sau đó một giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu cô vang lên. Sao thích ngồi sống vậy? Lộ vô khả sửng sốt, theo bản năng đem điện thoại cúp luôn. Khó có khi cô hoảng hốt. Thẩm ngật tay thấy động tác cô vậy, rủ mi, tôi đáng sợ lắm à. Chương 26 Edit, Tiểu miêu. Beta, Tiểu Hương Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Sau khi cúp điện thoại bà nội cũng không gọi lại, có lẽ nghĩ cô vào học rồi. Lộ vô khả nghe tiếng ngẩn đầu. Áo thun đen trên người thẩm ngật tay ướt đẫm mồ hôi dán trên da, cái đầu tóc ngắn mấy tất kia vừa thấy liền biết mới ở dưới vòi nước dội qua. Lớp tóc gần như dán sát vào da đầu mang theo bọc nước nhỏ vụn. Anh rủ mắt, từ trên cao nhìn xuống liếc cô. Nhìn người này sau khi nghe giọng của bà nội, dường như cách cả một thế hệ hai con người hai thế giới khác nhau một trời một vực một bảo thủ mềm mại một tùy ý phóng khoáng đây là hai thái cực hấp dẫn người cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cô đây là hai nhân sinh không có khả năng giao nhau một trên trời một dưới đất nói sao cũng không hợp với nhau có lẽ mảnh trời kia đã từng bị bà nội và lộ trí viễn chỉ vào lớn tiếng mắng qua ngày lộ vô khả cùng anh đối mặt thật lâu thời gian phản phất quay lại buổi tối cô ngồi sổng ngoài đồn cảnh sát chờ anh. Khó trách anh nói cô thích ngồi sổng như vậy. Bọn họ chắc đã chơi xong trận bóng rổ, giáo viên thể dục ở sân bóng rổ bên kia thổi còi. Lộ vô khả không nói chuyện với anh, từ trên mặt đất đứng lên. Cô không nhìn anh, lập tức đi ngang qua trước mặt anh, giống như không quen không biết. Thẩm ngật tay cũng không lên tiếng, nần mắt nhìn cô. Nắng chiều chiếu lên lỗ tai cô, có chút nóng liếc mắt thấy dưới bóng cây cách đó không xa có nữ sinh cầm nước đang đợi anh. Lộ vô khả đi trên con đường trường học rợp bóng cây, đi đến sân bóng rổ đối diện. Đến nơi lớp đã chia thành mấy hàng người thưa thớt, trái phải trước sau đang nói chuyện. Hứa nùng nùng thấy lộ vô khả tiến vào, hướng cô vẫy vẫy tay. Hai cô cao xấp xỉ nhau, xếp cùng hàng với nhau, lộ vô khả đi qua. Hứa nùng nùng đứng dưới nắng xem trận bóng hơn 10 phút, da bị phơi nắng đến đỏ bừng. Cô ấy kéo kéo cổ áo quạt gió, nóng quá, xem hơn nửa ngày, chuyên ngành mình thua, còn thua rất thảm. Bên cạnh một nữ sinh mới đến, tò mò hỏi, điểm số bao nhiêu? Hứa nùng nùng nói, 100 với 54. Nữ sinh đó. Đúng thật là thua rất thảm. Giáo viên thể dục không quá thuộc tên học trò nên cầm danh sách, dựa theo số thứ tự mà gọi tên. Không nhiều học sinh lắm, rất nhanh liền gọi tới lộ vô khả. Lộ vô khả đang muốn trả lời, cửa sắt sân bóng rổ đang đóng bị mở văng ra. Cửa đập vào tấm lưới sắt cao ba 4 mét bao quanh sân, lắc lư vài cái. Mấy chục người trên sân bóng rổ nghe tiếng đều nhìn qua. Trên người thẩm ngật tay không biết từ khi nào đã thay đổi quần áo, cùng với tề tư minh một trước một sau đi vào, trong tay cầm theo chai nước. Tầm mắt lộ vô khả đụng phải anh lúc mới tiến vào. Cô dời mắt. Tề Tư Minh cười hì hì từ phía sau người thẩm ngật tay ló đầu ra, báo cáo giáo viên, đã thay quần áo. Nhìn là biết khá quen thuộc với giáo viên, chắc là học sinh lớp mình dạy. Thật là trùng hợp, cùng nhau học tiết bóng rổ. Giáo viên thể dục cầm danh sách chỉ hắn, rất rõ ràng đang nói đùa, nhanh chóng về hàng đi, nếu không lát nữa đến sân thể dục chạy một nghìn mét cho tôi. Tuân mệnh. Tề Tư Minh còn làm bộ làm tịch chào một cái giáo viên thể dục cười muốn cầm danh sách đánh hắn, tề tư minh cười chạy đi. Thẩm ngật tay ngay cả câu báo cáo cũng không nói, tay cắm túi quần đi vào. Vóc dáng hơn một M8, nhìn hai vị trí cuối cùng của lớp chính là hai người bọn họ. Nam sinh lớn lên cao, mấy vị trí phía trước không ai có thể thoát khỏi tầm mắt anh. Hai người một tay một đông, vị trí đường chéo lộ vô khả không liếc mắt qua bên kia một cái nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đằng kia vẫn luôn dừng trên người mình. Giáo viên thể dục điểm danh xong cho lớp các cô giải tán hoạt động, trở về dạy lớp của mình. Lộ vô khả và hứa nùng nùng lấy bóng rổ đi sang trụ bóng rổ bên kia, bên kia ít người hơn. Thi cuối kỳ thể dục kiểm tra các động tác như lên rổ, ném bóng vào rổ, dẫn bóng và các động tác cơ bản khác. Hai người các cô tới tới lui lui luyện mấy động tác này nam sinh đến học bóng rổ như đến chèo thuyền, thi cuối kỳ như ăn một bữa sáng, nhưng đối với rất nhiều nữ sinh chưa chơi bóng rổ bao giờ thì khác. Giống lộ vô khả với hứa nùng nùng không ném bóng vào rổ được, đôi khi ở đó cả ngày cũng không ném vào trái nào. Lúc này mặt trời đã nhỏ hơn một chút, không quá nóng, nắng nhẹ chiếu trên sân bóng rổ. Mặt lộ vô khả bị phơi nắng có chút nóng lên. Luyện tập trong chốc lát hứa nùng nùng nói muốn đi C, đi một chuyến không thấy trở lại, cũng không biết có phải thấy giáo viên không ở đây, chạy đi chỗ nào chơi rồi. Một mình lộ vô khả ở đằng kia buồn tẻ nhàm chán ném bóng. Lại một quả ném ra ngoài đập vào trên bảng rổ, bịch 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 lăn đi khá xa. Lộ vô khả từ từ đi nhặt bóng, mới vừa nhặt bóng xoay người liền thấy thẩm ngật tay chậm rãi đi qua bên này. Cô thu mắt, đi đến dưới trụ bóng rổ, lại bắt đầu ném bóng tiếp. Tiếng ném bóng rổ với tiếng người xung quanh hòa vào nhau, vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Tiếng bước chân phía sau đang tới gần, không nhanh không chậm, bình tĩnh, thấy cô không để ý tới cũng không nóng nảy. Lại một quả bị Lộ Vô Khả ném văng ra ngoài, cô lại chạy đi nhặt về. Người nọ bên cạnh tự hồ cũng không vội vã nói chuyện cùng cô, còn thảnh thơi ở bên cạnh xem cô ném mấy quả. Lộ Vô Khả như không nhìn thấy ai, cứ ném bóng. Không biết vì cái gì, cô trong lòng khó hiểu có chút bực bội. Mấy quả ném đi cũng đều không vào lúc ném tiếp một quả lại văng ra ngoài được thẩm ngật tay dễ như trở bàn tay giơ tay chụp được. Cô ngạc nhiên thấy anh chụp lại, không chút để ý vỗ hai cái trên mặt đất, cuối cùng đem bóng rổ thu vào trong tay. Nam sinh tay lớn, bóng ở trong tay anh có vẻ rất nhỏ. Lộ vô khả rốt cuộc cũng nhìn về phía anh. Ý của anh rất rõ ràng không muốn trả bóng cho cô, nâng mắt nhìn cô, mới một ngày không gặp, đã không quen biết tôi. Lộ vô khả im lặng một lát, không có trả lời câu hỏi này. Cô nhìn anh, trả bóng lại cho tôi. Thẩm ngật tay nhìn chầm chầm vào đôi mắt cô, ánh mắt có chút u ám. Lộ vô khả bướng bỉnh đối mặt với anh. Sau một lúc lâu, thẩm ngật tay cười một cái, ý cười không chạm tới đáy mắt. Anh ném bóng tới, bóng rổ nện trên mặt đất, lăn lòng lóc lăn đến bên chân cô. Bóng rổ đụng vào mũi chân cô, một lát sau lộ vô khả mới ngồi xổm xuống nhặt lên. Bên kia hình như có người gọi anh, đuôi mắt thấy thẩm ngật tay nhấc chân rời đi. Lộ vô khả đứng dậy, giơ tay ném một cái nữa. Vào. Bóng rổ rơi trên đất vang bịch bịch. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ quá tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Tiết học gần xong hứa nùng nùng mới trở về, sắc mặt ửng đỏ, lộ vô khả không hỏi cô ấy đi đâu, đưa bóng cho cô ấy luyện tập lúc giải tán tan học thể ủy tới tìm hứa nùng nùng thể ủy này là lớp các cô trước mắt có chút việc gấp không kịp đem giỏ đựng bóng rổ vào kho dụng cụ nhờ hứa nùng nùng hỗ trợ thể ủy ban cán sự lớp thể dục hứa nùng nùng giúp một chút cậu ta đá đá giỏ bóng rổ bên chân tìm người giúp đem giỏ bóng vào kho dụng cụ với hứa nùng nùng sao cậu không tự dọn đi tôi có chút việc thể ủy vỗ vỗ vai cô ấy cậu nhìn xem chỉ có cậu với tôi cùng lớp tôi chỉ có thể tìm cậu cảm ơn cảm ơn lần sau tôi mời cậu ăn cơm hứa nùng nùng chắc thân với thể ủy liếc cậu ta một cái cậu nói đi từ lúc khai giảng đến giờ cậu nợ mấy bữa cơm rồi ôi chao đều tính đều tính lần sau chắc chắc mời cậu được rồi không nói nữa tôi đi trước đây thực sự có việc gấp nói xong vội vàng đi mất hứa nùng nùng trong lớp thể dục ngoại trừ quen thể ủy cũng chỉ quen lộ vô khả đương nhiên chỉ có thể tìm cô hỗ trợ lộ vô khả không có chuyện quan trọng gì đồng ý cái giỏ bóng rổ kia để con trai dọn không phí chút sức nào nhưng con gái thì phải cố hết sức đặc biệt còn phải dọn từ sân bóng rổ đến kho dụng cụ của nhà thể dục dọc đường hứa nùng nùng nhỏ giọng oán giận vài câu hai người đi đi dừng dừng tốn chút thời gian mới đem đồ tới nhà thể dục lúc đến hứa nùng nùng lắc lắc hai cánh tay thể ủy đúng là không có lương tâm mà mỏi tay chết đi được lộ vô khả mắt nhìn kho dụng cụ ở lầu hai đi thôi lúc này hứa nùng nùng mới xách một bên giỏ lên hai người cùng nhau lên lầu hai càng vào thu trời càng tối sớm ánh nắng chiều ngã về tây chiếm cứ ở phía chân trời cửa kho không khóa lộ vô khả và hứa nùng nùng đẩy cửa đi vào bên trong cửa sổ đóng chặt chỉ có vài vệt nắng màu đỏ cam từ quạt thông gió len lỏi vào trong phòng tối tăm chật chội cái nóng oi bức ban ngày vẫn chưa tan phả đến cũng không biết ai để một đống bóng chuyền sau cánh cửa lúc lộ vô khả đẩy cửa không chú ý đụng vào giỏ bóng chuyền nháy mắt bóng lăn đầy đất hứa nùng nùng nghe thấy tiếng động từ phía sau người lộ vô khả ló đầu nhìn sao đem đồ tới cũng không cất ngăn nắp vậy trời bóng chuyền lăn đầy đất ở trong đồ vật có chút lộn xộn chắc là học sinh tới lấy rồi để lại một đống ở đây lộ vô khả bỏ đồ trong tay xuống trước vào trong nhạc bóng chuyền đã hứa nùng nùng gật đầu lộ vô khả đi vào trước hứa nùng nùng đẩy giỏ bóng rổ trước mặt ra đang muốn đi vào ở cầu thang đằng kia có người kêu cô ấy một tiếng bạn học hứa nùng nùng quay đầu liền thấy thẩm ngật tay chậm rãi bước đến sửng sốt một chút trong tay thẩm ngật tay kẹp điếu thuốc đi về phía cô ấy dừng lại trước mặt còn chưa mở miệng nói với người ta câu nào lỗ tai hứa nùng nùng đã đỏ bừng thẩm ngật tay giống như không nhìn thấy dựa vào tường lộ vô khả ở bên trong sao hứa nùng nùng đương nhiên sẽ không cho rằng anh là tới tìm mình nhưng nghe anh muốn tìm lộ vô khả vẫn sửng sốt cô ấy phản ứng một lát mới lúng ta lúng túng gật đầu đúng rồi vậy được anh đã đá đá giỏ bóng rổ dưới chân cười với cô ấy một cái cậu có thể đi trước cái đống này tôi giúp cậu dọn hứa nùng nùng chần chừ một chút nhìn thoáng qua kho dụng cụ cái này thấm ngật tay cậu lo lắng tôi sẽ làm gì cậu ấy à hứa nùng nùng nghe anh nói vậy suýt nữa nói ra ý nghĩ trong lòng hoảng sợ vội vàng lắc đầu theo bản năng không phải không phải thẩm ngật tay người này thật xấu cố ý anh hướng cô ấy nâng nâng cầm vậy bây giờ cậu có thể để tôi vào chứ trình độ hứa nùng nùng căn bản không đấu lại anh mới chút đã bị anh cho một hố gật đầu nghiêng người tránh ra ừ được nhà thể dục cách âm tốt lộ vô khả ở bên trong chỉ nghe loáng thoáng tiếng hứa nùng nùng nói chuyện cũng không để ý cô nhặt bóng chuyền bỏ vào giỏ nhặt được một nửa cửa phía sau bỗng nhiên bị đóng lại trong kho nháy mắt tối sầm tay cô đang nhặt bóng dừng lại quay đầu nhìn đã vào chạng vạn tay người nọ kẹp điếu thuốc anh liếc mắt nhìn thấy cô tuy rằng anh còn chưa mở miệng nói chuyện nhưng trên người có loại áp suất thấp như mưa bão sắp đến ép người thở không nổi cảm giác giống như một tiếng trước ở sân bóng rổ tan rã trong không vui lộ vô khả quay đầu đi, tiếp tục nhặt bóng chuyền. Kết quả mới nhặt được một nửa cổ tay bị người bắt lấy túng lên, xoay người cô bị đè trên tủ sắt để dùng cụ vật chất ở phía sau. Sau lưng bị cộng đau, nháy mắt mùi thuốc lá vây quanh cô, thẩm ngật tay vùi đầu vào cần cổ cô hôn lên. Lộ vô khả ngẩn ra một lát, lúc phản ứng lại mới nghĩ đẩy anh ra, thẩm ngật tay. Cũng đã chậm. Thẩm ngật tay phát hiện cô chần chừ, anh ở trong hõm cổ cô tràn ra tiếng cười lộ vô khả lại muốn đẩy anh ra. Thẩm ngật tay từ cần cổ cô ngẩng đầu lên, không để cô thực hiện được. Một tay anh rủ bên người kẹp điếu thuốc, một tay chế trụ cầm cô nâng lên. Lộ vô khả bị bắt nhìn vào mắt anh. Lộ vô khả, cuối cùng là em chán ghét tôi. Ngực cô hơi hơi phập phồng. Thẩm ngật tay nhìn chầm chầm vào mắt cô. Hay là thích tôi? Chương 27 Edit, Tiểu Miêu. Beta, tiểu hương. Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Lộ vô khả nhìn thẳng vào mắt anh. Tay thẩm ngật tay giữ cầm cô, ngón tay không chút để ý mà vuốt ve má cô. Nắng xế chiều xuyên qua quạt thông gió rơi nửa bên mặt anh, từ từ chiếu qua trên mí mắt anh. Đôi mắt đen thâm thúy như muốn hút cô vào. Anh tự hồ cũng không có ý đợi cô trả lời, như thể chuyện này đối với anh căn bản không phải là vấn đề, mà chỉ hỏi lại thôi anh lại cúi người vùi vào cổ cô, nghiêng đầu đôi môi ngang ngược hôn bên cổ cô. Lưng lộ vô khả dựa vào tủ đồ cứng trắng lạnh lẽo, đôi tay để trước ngực anh, lại không đẩy anh ra. Vệt nắng đỏ cam dừng trên nền đất xi si măng, những hạt bụi nhỏ trong chùm tia sáng bay lơ lửng. Bên ngoài giống như nổi gió rồi, cái bóng của quạt thông gió do bị ánh nắng chiếu tạo thành đang quay vài vòng. Tầm mắt lộ vô khả dừng lại ở đó, chỉ có nơi đó là sáng mà bọn họ ở trong bóng tối vực sâu vạn trượng. Không biết qua bao lâu, lộ vô khả mở miệng. Thẩm ngật tay, anh có thể đừng nhớ thương tôi được không? Thẩm ngật tay giống như không nghe thấy, ngầm khối thịt nhỏ dưới tai cô, lại nhả ra. Anh hôn hôn chỗ kia, trả lời cô một câu, không thể. Ngón tay anh rủ bên người gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc trào rạc rơi xuống. Hai người giống như chỉ là đang tán gẫu nói về một ngày rất bình thường, anh ghé vào bên tai cô lộ vô khả rốt cuộc em đang sợ hãi cái gì hai tay lộ vô khả để trên bờ vai của anh sắc mặt bình tĩnh tôi không có thẩm ngật tây thuận thế bị cô đẩy ra rũ mắt đối diện cô lộ vô khả em có biết trên dưới toàn thân em tràn ngập cái gì không giọng nói trầm thấp không có cảm xúc gì lộ vô khả bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh nhìn thấu rồi mà không nói toạt ra không phải tác phong của thẩm ngật tây ở trước mặt anh ngay cả cô cũng bị nhìn thấu anh không chút lưu tình nói ra muốn tôi rồi lại không dám muốn cổ kháng cự của lộ vô khả là từ trong xương cốt sinh ra giống như cắm rễ thật sâu trong máu thịt tầm mắt bị anh giữ chặt trong mắt cô chỉ cần có chút cảm xúc đều không thể qua khỏi mắt anh nhưng so với người khác cô có thể trấn tĩnh hơn nhiều chỉ cần cô muốn anh suy nghĩ nhiều rồi nói xong dùng sức đẩy bả vai anh đói bụng thả tôi đi ăn cơm. Rất rõ ràng là kháng cự nói đến vấn đề này. Thẩm ngật tay cảm thấy mình có thể là bị điên rồi, không bỏ được đem cô bức thật chặt. Đúng vậy, không bỏ được. Thật mẹ nó điên rồi. Anh nghiêng đầu, lại quay đầu lại nhìn cô, không nhắc đến vấn đề kia nữa. Chưa nhặt bóng xong mà muốn đi ăn cơm. Em nghĩ hay quá nhỉ? Lộ vô khả ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhét thuốc vào miệng, không người lượm một mớ bóng bên chân ném vào giỏ nhựa màu lam, ngậm thuốc hướng cô nâng nâng cầm, nhặt bóng đi. Tầm mắt lộ vô khả rời khỏi người anh, ngồi sổm xuống nhặt bóng. Lúc thẩm ngật tay mở cửa kho đem giỏ bóng rổ kia vào, lộ vô khả ở bên trong đã nhặt bóng xong. Cô cũng không khách khí chút nào, không có việc gì làm nữa liền đi mất, cũng không chờ anh. Chờ thẩm ngật tay đem cái giỏ kia vào kho, người đã không còn, sớm không thấy bóng dáng lộ vô khả nghĩ việc ở quán ba kia, buổi tối thứ sáu khó có khi được rảnh rỗi. Vu Hi Nhi và A Thích buổi tối đều có lớp, trong ký túc xá chỉ còn mình cô, sắp tới có kỳ thi, cô làm bài tập cả buổi. Chờ làm bài tập gần xong A Thích cũng gần tan học sắp về. Lộ vô khả đứng dậy đi ra ban công hóng gió, chưa tới giờ tan học, đường trong trường không nhiều người lắm, top 3 top 5 tản bộ tán gẫu. Cuộc sống trước đây của lộ vô khả vẫn luôn khô khan lại buồn tẻ làm việc học tập ngủ không đi làm thì đi học học xong rồi đi ngủ những thời gian khác chính là cùng a à thích vui chơi với nhau mỗi ngày bình đạm lại quy củ cứ như thế mà trôi qua cuộc sống quy củ như vậy sau khi người nọ xuất hiện bắt đầu bị phá vỡ trên lớp học làm loạn đánh lộn ở quán bar vào đồn cảnh sát những việc này bình thường đối lộ vô khả thì khả năng mấy tháng cũng không thấy được lần nào mà hiện tại lại như chuyện thường ngày anh muốn sống như thế nào liền sống như thế không ai quản được anh đây là chuyện mà bao người không làm được bao gồm lộ vô khả trước mắt cô chỉ là người trong cả đám người không ai hỏi đến là học sinh bình thường mỗi ngày vùi đầu học tập mỗi ngày chỉ ông sách đi tới đi lui khu dạy học với ký túc xá đây mới đúng là cuộc sống nên có của lộ vô khả đứng ở ban công một lát a thích đã tan học trở về cô ấy vừa về đến phòng ký túc xá liền đá văn cửa Hồ to lộ vô khả hỏi cô hai tiếng này có nhớ cô ấy không lộ vô khả chống cầm ở ngoài hóng gió mặc kệ cô ấy a à thích ném túi lên bàn mình cũng chạy ra ban công cánh tay gác lên vai lộ vô khả hiếm là thật nha đại học bá cư nhiên về thấy cậu không học hành gì cả lộ vô khả nói cậu cho rằng tớ là robot học tập à a à thích hì hì cười lại đụng đụng bả vai cô đúng rồi hỏi cậu cái này cuối tuần có rảnh không cuối tuần tớ về nhà sao vậy hả vẻ mặt a à thích thất vọng cậu phải về nhà à lộ vô khả gật đầu nhớ tới buổi chiều bà nội gọi điện thoại thân thể bà nội hình như lại không khỏe tớ muốn trở về nhìn xem bà nội lộ vô khả từ hai năm trước sau khi làm phẫu thuật ung thư thực quản cơ thể không tốt như trước nữa cách vài bữa cơ thể sẽ có chút tật xấu a à thích vừa nghe cũng sốt ruột thân thể bà nội không sao chứ mẹ ơi tớ cùng về với cậu đi giúp được gì thì giúp đúng lúc lâu rồi không gặp bà a à thích biết rõ tình cảnh nhà lộ vô khả tuy rằng lộ vô khả có bố nhưng bố cô chơi bời lêu lỏng cơ bản chỉ để trưng thôi không chỉ chơi bời lêu lỏng còn bài bạc mỗi ngày cho nên mỗi lần bà cụ có chuyện gì thì lộ vô khả chăm sóc là chính a à thích muốn cùng về xem thử có giúp đỡ được gì không không cần đâu lộ vô khả nói lần này chắc không có chuyện gì lớn đâu chắc chắc không có việc gì chứ chắc mà, cô lại hỏi A Thích, cậu vừa định nói gì với tớ à? Ừ, cũng không có gì, vốn dĩ định bảo cậu đi tham gia tiệc với mình, A Thích nói, Tề Tư Minh, cậu biết không? Là tên thường xuyên đi với thẩm ngật Tây ấy. Trước kia đúng là không quen biết, hiện tại nói không quen cũng khó. Lộ vô khả hỏi, sao vậy? A Thích nói, cuối tuần này không phải là sinh nhật cậu ta sao? Chuẩn bị tổ chức ở quán ba đó, hẹn tới cuối tuần nhất định phải tới. Có cơ hội ăn chơi như vậy, A à Thích đúng là không có khả năng bỏ qua. Tiếc là cậu không thể đi với tớ, lỡ uống say cũng không ai hốt sát tớ về. Cậu thôi đi, lộ vô khả biểu môi, dựa vào tử lượng của cậu, nguyên buổi uống mười mấy hai mươi chai cũng không có việc gì. Đương nhiên, A à Thích vẻ mặt đắc ý, ngay cả bố tớ cũng uống không lại tớ mà. Hai người lại hàng huyên vài câu, lộ vô khả mới về phòng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai về nhà. Hãy là người đọc văn minh, Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyền Winky 1. con hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Sáng sớm tin mơ lộ vô khả đã xách hành lý ngồi xe về nhà. Về đến dưới nhà mới hơn 9 giờ, cô như cũ vẫn là một mình xách hành lý đi lên tầng, lúc mở cửa triệu cẩm quân không ngồi trong phòng khách xem TV như ngày thường. Cô cởi giày, không lập tức về phòng của mình, đi phòng bà nội. Chắc bà đang ngủ trong phòng không nghe thấy tiếng động lộ vô khả nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong phòng chỉ có một cái giường gỗ một cái tủ quần áo với một cái bàn có cửa sổ chắc bà thấy bên ngoài quá sáng nên đã kéo rèm lại bà cụ nằm trên giường đưa lưng về phía cô triệu cẩm quân lỗ tai rất thính hoàn toàn không bị lãng tai như người khác khi về già bình thường có chút động tĩnh gì bà còn cảnh giác hơn lộ vô khả tuy là đang sinh bệnh nhưng lỗ tai vẫn rất nhanh nhạy mới vừa nghe được cửa phòng có chút tiếng vang, nếu không phải lộ vô khả gọi bà nội trước, bà thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên giường ngồi dậy. Con bé này, sao đi vào không có tiếng động gì hết vậy, làm ta sợ tới mức tưởng nhà có trộm, bà cụ mới vừa dậy được một nửa thiếu chút nữa muốn đau cả cái lưng, đỡ lưng nhe răng trận mắt nằm lại. Đã gọi điện nói với con không có việc gì rồi, sao con còn trở về? Nói thì nói vậy thôi, nhưng lộ vô khả biết rõ trong lòng bà cụ ngóng trong cô trở về đoán chừng từ ngày hôm qua nói chuyện điện thoại với cô xong vẫn luôn chờ, ngoài miệng ghét bỏ cô chuyện bé xé ra to, sao còn vì ít việc nhỏ mà phải về. Lộ vô khả nghe bà nói mãi đi qua kéo rèm ra, mới ngồi xuống mép giường, giúp bà bóp tay, bà nội, lần này chỗ nào không khỏe à. Bà cụ trong điện thoại không chịu nói, hiện tại lại chịu nói ra, ôi, cũng không có gì, chỉ là già rồi, trên người chỗ nào cũng không khỏe. Lộ vô khả nghe bà nói qua loa, trực tiếp hỏi có phải thường ăn thấy không ngon ạ à? mắt thấy không thể gạt cháu gái mình bà thở dài có thể là từ nhỏ đã trải qua nên có kinh nghiệm cháu gái bà đối với vấn đề này rất nhạy cảm thân thể mình mỗi lần có chuyện đều không thể giấu được bà đơn giản nói thật hôm trước một chén cơm cũng nuốt không nổi ngày hôm qua đi bệnh viện mua ít thuốc về hôm nay khá hơn nhiều rồi có kiểm tra qua không ạ à? lộ vô khả giúp bà mát xa đã kiểm tra không có vấn đề gì đừng sợ gương mặt nhỏ của cô chững chạc nghiêm túc con không sợ bà nội duỗi tay bóp bóp cái mũi cô cười không sợ là tốt rồi nhìn gương mặt nhỏ ngoan ngoãn xinh xắn của cô bà cụ nhớ tới cô con dâu lộ vô khả lớn lên giống mẹ mẹ lộ lúc trẻ là đại mỹ nhân có tiếng ở trấn trên diện mạo lộ vô khả hoàn toàn giống mẹ trắng trắng mềm mềm mặt nhỏ ngũ quan tinh tế cặp mắt trong veo như nước kia quả thực là cùng khuôn mẫu khác ra. Chỉ tiếc cô con dâu này tuổi còn trẻ đã ra đi, khổ chỉ khổ trẻ con. Bà cụ lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này sinh ra ở nhà họ lộ chúng ta, thật sự là khổ cho con. Lộ vô khả ngước mắt nhìn bà một cái. Mẹ lộ là bí mật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở cái nhà này, ai cũng luôn nhớ rõ, ai cũng sẽ không nhắc tới. Nhưng người thông minh như lộ vô khả, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của bà nội chứ cô rủ mắt không nói gì tính cách mẹ lộ rất ôn nhu tuy rằng diện mạo lộ vô khả giống mẹ nhưng tính tình nửa điểm cũng không giống một năm trước khi qua đời thì mẹ cô bị bệnh bạch cầu nhưng nhân sinh của bà không phải kết thúc do bệnh mà kết thúc vì một tai nạn vớ vẩn làm người bất lực từ đó về sau tháng ngày của lộ vô khả không còn sáng nữa lộ vô khả chuyển đề tài lộ trí viễn đâu ạ à? Mấy ngày này không về nhà sao bà? Không biết vì cái gì. Bà cụ nghe cô hỏi xong ánh mắt có chút né tránh, giọng điệu vẫn tự tại như thường ngày. Hay bố con còn không phải là như vậy sao? Mỗi ngày cũng không biết làm gì bên ngoài, cả ngày không về nhà. Lộ vô khả nhìn chầm chầm bà nội. Bà cụ thấy cô nhìn bà, con đứa nhỏ này nhìn ta như vậy làm gì? Cuối cùng lộ vô khả vẫn rủ mắt, không hỏi gì, không có gì ạ. À lộ vô khả lại xoa bóp cho bà chút nữa bỏ tay bà vào trong chăn con đi nấu cơm ạ à. bà cụ uống thuốc vào cũng thấy mệt ngáp một cái xua xua tay đi đi đừng nấu nhiều quá chỉ có hai bà cháu thôi lộ vô khả ra khỏi phòng đến phòng bếp vo gạo nấu cơm lúc quay lại bà nội đã ngủ rồi có thể là thấy có cô ở nhà bà ngủ thật sự rất an ổn lộ vô khả nhìn bà một cái đi đến cái bàn gần cửa sổ lúc lộ vô khả tốt nghiệp cao trung muốn đem cái bàn sách này vứt đi bà cụ không chịu dọn vào phòng mình bình thường bà cụ hay để tiền với một ít trang sức lúc trẻ trong ngăn kéo ngăn kéo không khóa chỉ đóng lại như vậy cô mở ngăn kéo ra quả nhiên bên trong chỉ còn lại một ít tiền lẻ thậm chí một tờ màu đỏ cũng không có trang sức cũng không thấy đâu bình thường bà cụ hay để dành ít tiền nếu có thể tiêu ít đi liền tiêu ít đi để dành cũng để cho lộ vô khả hiện tại không còn khó khăn như trước nữa bà nội dành dụng tiền tự nhiên cũng nhiều chút trong trí nhớ bà nội từng nói với cô đã để dành được một hai vạn một hai vạn đối với gia đình cô không phải là số nhỏ lộ vô khả không biết vì điều gì khiến cho bà cụ không nói với cô tiền đã bị lộ trí viễn lấy hết cô mới vừa đóng ngăn kéo lại điện thoại trong túi rung lên lộ vô khả lui ra ngoài cô đóng cửa mới vừa nhấn nghe, tiếng anh thích đầu kia cơ hồ muốn đâm thủng màn nhĩ cô. Lộ vô khả, thực xin lỗi. A à thích giống như phạm vào tội lớn ngập trời, ô ô ô xin lỗi cô. Mới vừa nãy tớ gặp thẩm ngật tay ở dưới ký túc xá, chắc hắn tới tìm cậu, chẳng tớ lại, tớ lỡ miệng đem chuyện cậu về nhà nói ra rồi. Chương 28. Edit, Tiểu Miêu. Beta, Tiểu Hương. quát bát hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm trong phòng bà nội trở mình, giường gỗ kêu kẹo kẹt. lộ vô khả sợ ồn đến bà nội ngủ bên trong, không đứng trước cửa nữa, đi ra xa chút. trong nhà có cái tủ phía trên là hộp nhỏ đựng kẹo, mỗi ngày bà nội đều sẽ bỏ đầy kẹo vào, vì khi còn nhỏ lộ vô khả thích ăn kẹo. cô mở nắp lấy một cây kẹo que ra. a à thích hỏi cô làm sao bây giờ. lộ vô khả để điện thoại trên tủ, lột vỏ bỏ vào miệng. mặt cô nhỏ quai hàm nhỏ bị phồng lên một khối nhỏ cô nói với a thích không có việc gì đâu thẩm ngật tây biết nhà cô ở chỗ nào a thích nói hay không nói cũng như nhau đầu óc a thích chậm nửa nhịp hiện tại ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ lại chờ đã thẩm ngật tây không hỏi tớ địa chỉ nhà cậu a thích một giây trước còn lã chả chực khóc bây giờ nghiễm nhiên thay đổi bộ dáng giọng đều chậm lại dáng vẻ bức cung lộ vô khả thành thật khai báo có phải thẩm ngật tay biết nhà cậu không lộ vô khả mở cửa sổ trong nhà ra cho thoáng một chút cũng không chột dạ đúng vậy cô bên này nhẹ nhàng trả lời a à thích bên kia bất ngờ quá lớn thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất má lộ vô khả chuyện từ khi nào vậy cậu thông đồng với thẩm ngật tay lúc nào thế đừng bảo là đợt cậu về nhà lần trước nhé giọng cô ấy to như cái loa hét đến mức tai lộ vô khả phát đau phải đem điện thoại ra xa cô nhéo nhéo lỗ tai nghĩ muốn lớn tiếng nói lại nhưng sợ làm ồn tới bà nội hứa uyển nhu lỗ tai sắp bị cậu hét điếc rồi lộ vô khả từ nhỏ đến lớn chỉ có người bạn a thích cũng chỉ có a thích biết lộ vô khả bình thường cũng không phải hoàn toàn là dáng vẻ tiểu đại nhân kia có đôi khi cô như một đứa con nít có thể ấu trĩ đến mức đấu khẩu với cô ấy cả buổi sáng a thích lại hướng lỗ tai cô la to vẫn hét đấy ai bảo cậu không có lương tâm làm chi tớ mỗi ngày coi cậu là chị em cậu cư nhiên cái gì cũng không nói cho tớ lộ vô khả tranh luận sao cậu không đi hỏi thẩm ngật tây ấy cậu hỏi tớ tớ cái gì cũng không biết a à thích làm bộ cả kinh cầm sắp rớt má không phải là thẩm ngật tây theo dõi cậu về nhà đấy chứ lộ vô khả đứng ở phòng khách mở cái cửa nhỏ bên cạnh cái nhà đối diện kia là cái nhà lần trước thẩm ngật tây tới ở đương nhiên cô biết a à thích đang nói giỡn cũng không sửa lại có điều cũng do a thích nhắc tới cô mới nhớ bà nội hình như từng nói qua hàng xóm đối diện không khác bố cô mấy tuổi trẻ không lo làm ăn mỗi ngày chỉ biết lái xe lượn khắp nơi vợ và con đều cùng hắn tách ra hiện tại nghĩ lại có thể chơi cùng với thẩm ngật tây chắc là chơi đua xe ở bên kia a thích còn nói thẩm ngật tây này thật là bị điên theo đuổi người ta điên rồ như vậy lộ vô khả rũ mắt xuống phải không chính là tên điên cậu đang làm gì đó a à thích không thấy cô nói gì hỏi cô lộ vô khả ngậm kẹo que trong miệng nửa ngày vẫn còn phòng cô nhìn đồng hồ treo trên tường đã không còn sớm phải đi xuống lầu mua ít thức ăn cô nói tớ đi xuống lầu mua ít đồ cậu đi ăn cơm đi a à thích nói được lại hỏi cô bà nội không sao chứ không sao cần giúp đỡ gì cậu cứ nói với tớ dù sao cuối tuần tớ ở trong ký túc xá cũng không có chuyện gì làm biết rồi lộ vô khả đuổi cô đi ăn đi a à, thích mắng cô lộ vô khả thối cái đồ không có lương tâm được rồi được rồi tớ cúp đây hãy là người đọc văn minh hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang đọc trên chính chủ nguyên kỳ một con hương của cỏ thơm hương của cỏ thơm tuy rằng lộ vô khả sinh ra ở gia đình không giàu có chuyện phiền lòng còn nhiều hơn mấy gia đình khác nhưng từ nhỏ đến lớn ở trong nhà chưa từng bị bạc đãi tuy rằng bố cô không thích cô ghét tính tình cô xấu không lễ không mạo thấy cô mà không nói vài câu cả người liền khó chịu nhưng lúc mẹ còn sống mẹ với bà nội đều chiều cô sau khi mẹ qua đời thì bà nội càng che chở cô hơn vì vậy lộ trí viễn không hài lòng với đứa con gái này như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đem cô làm gì Câu lộ trí viễn thường nói với bà cụ nhất chính là cháu gái này sớm muộn gì cũng bị ngài chiều hư. Bình thường ông ta vừa nói câu này đã bị bà cụ mắng một trận, nói cho dù chiều hư cũng tốt hơn so với mày suốt ngày đem tiền cho người ta. Đúng là bà cụ rất thương lộ vô khả, có cái gì ăn ngon dùng tốt nghĩ đến đầu tiên là đứa cháu gái, ba bữa cơm bình thường đều thay đổi cách làm làm đồ ngon cho cô, chưa từng để cô xuống phòng bếp, cho nên lộ vô khả lớn như vậy còn không biết sao rau chỉ biết nấu cái đơn giản nhất là nấu cơm trên đường dưới lầu nhà cô bán rất nhiều thức ăn lộ vô khả xuống lầu mua chút ít rồi về tuy rằng bà cụ có uống thuốc nhưng khẩu vị vẫn không đỡ hơn mấy khi nuốt vẫn có chút lao lực cơm mới ăn mấy miếng thì lại bảo lộ vô khả đưa bà về phòng ngủ lộ vô khả một mình chậm rì rì ăn xong bữa cơm ăn xong rồi dọn chén đũa vào phòng bếp rửa buổi trưa cô ở trong phòng mình nghỉ ngơi đang có chút buồn ngủ đã bị một trận loãng xoảng bên ngoài đánh thức. Cô xuống giường đi ra ngoài, bà nội gian nan không người muốn dựng cái ghế ngã trên đất lên. Lộ vô khả đi qua đem ghế dựng dậy, bà nội thấy cô tới lắc đầu thở dài, đúng là già rồi không làm gì được, đi về đúc xe thôi mà cũng làm ngã ghế. Người già nằm lâu trên giường thì cả người đều sẽ nhức mỏi, bộ xương già này của bà cụ tự nhiên cũng thế, mấy ngày nay đều nằm trên giường, trên người không một chỗ nào là khỏe cả, nhưng lại không thể không nằm. Nghĩ muốn đi toilet, mới từ trên giường bò dậy cả người đều nhức mỏi thuận tay viện ghế đi vài bước, kết quả làm ngã cả ghế. Lộ vô khả đỡ bà đi nhà về đúc cê. sao không gọi con một tiếng? Bây giờ bà cụ đang được đỡ đi về đúc cê, lại còn ở chỗ này già mồm, chỉ đi về đúc cê. cũng không phải chuyện lớn, kêu con làm gì? Lộ vô khả đỡ bà đến cửa bà xua xua tay đuổi cô, được rồi được rồi, con về phòng đi, đường ngắn như vậy lát nữa ta tự đi được. Bà cụ không muốn cô lo lắng, nhưng lộ vô khả nghe lời bà mới là lạ, chờ bà mở cửa ra vẫn là thấy cháu gái ở ngoài tự chơi ngón tay chờ mình, hoàn toàn coi lời mình như gió thoảng bên tai. Bà thở dài, cũng lười quản cô, bảo cô đỡ mình về phòng. Sau khi bà nội nằm xuống giường, lộ vô khả đắp chăn cho bà, đứa nhỏ này trước đây đều là tự mình chăm sóc mẹ nên học ra kinh nghiệm. Lúc bà đang nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cháu gái, liền nghe cô hỏi gần đây bà không khỏe bố con có biết không ạ à? bình thường lộ vô khả chẳng quan tâm đến bố hiện tại đột nhiên hỏi tới lộ trí viễn bà cụ sửng sốt một chút sao đột nhiên lại hỏi tới bố con biểu cảm lộ vô khả ngoan ngoãn trong miệng lại chửi người muốn nhìn ông ta có còn lương tâm hay không thôi ạ à? bà nội bị cô chọc cười cái miệng nhỏ của con thật lợi hại lại nói tưởng ta nhìn không ra con là muốn hỏi chuyện từ chỗ ta sao lộ vô khả biểu môi, bà nội biết mà không nói với con. Con đó, miệng bà cụ không khép lại được, xoa xoa mặt cô, con chỉ biết làm nũng. Nói xong liền nói cho cô biết, gần đây bố con hợp tác làm ăn với người ta, là lão hắc mà hắn hay nói tới, có ấn tượng không? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lộ trí viễn là dạng gì thì bạn bè bên người là dạng đó, lão hắc này chính là huynh đệ trên bàn cờ bạc của ông ta, cũng không phải người tốt lành mỗi ngày chỉ biết uống rượu bài bạc bà. lộ vô khả cũng không phải là kiểu người vừa nghe liền phản bác đầu tiên là hỏi làm ăn gì ạ à? bà nội nói bọn họ nói là đầu tư ta tuổi đã cao nghe không hiểu lắm mấy thứ mà người trẻ nói đến con cũng biết bình thường bố con chơi bời lêu lỏng vất vả lắm mới có quyết tâm làm chút chuyện không đi bài bạc bà. bà nội liền đồng ý bà nội sờ sờ tay cô vốn dĩ không nghĩ nói ra sợ làm con lo lắng ý bố con cũng vậy sợ con không ủng hộ, nói sau này việc làm ăn có chút khởi sắc rồi nói với con. Lời này từ miệng bà cụ nói ra có vẻ lộ trí viễn giống như rất thông tình đạt lý, nhưng lộ vô khả không cần nghĩ cũng biết lời này bà cụ đã tô dặm thêm cho hay hơn, khẳng định nguyên lời của lộ trí viễn không dễ nghe, chắc lại nói cô chỉ là sinh viên chỉ biết đem sách đọc vào trong mông, nói với cô cũng vô ích, còn thêm phiền phức cho cô. Nhưng lộ vô khả không vạch trần, dạ. Được rồi, bà nội vén tóc bên má cô ra sau tai đi vào phòng ngủ một lát đi mỗi ngày đều học hành không nghỉ ngơi sao được lộ vô khả không quấy rầy bà nội nghỉ ngơi sửa chăn cho bà con ra ngoài đây ạ à. ừ đi đi lộ vô khả một buổi trưa không ngủ chờ bận xong việc của mình ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đều đã màu đỏ thời tiết gần đây vẫn luôn như vậy ánh nắng chiều giống như lửa lộ vô khả đứng dậy đi ra ban công cho thoáng khí nhớ tới chuyện lộ trí viễn mà bà nội nói giữa trưa về phòng lấy điện thoại điện thoại cô không lưu số lộ trí viễn nhưng khi còn nhỏ mẹ bắt cô học thuộc số điện thoại của bố mẹ nói với cô rằng nếu lạc đường hay gặp người xấu thì gọi hai số này cho nên lộ vô khả chưa từng lưu số lộ trí viễn nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thuộc số ông ta cô bấm số lộ trí viễn gọi qua bên kia lộ trí viễn rất nhanh nhận điện thoại mở miệng âm dương quái khí ồ hôm nay mặt trời mọc đằng tây à cũng biết gọi điện cho bố mày sao lộ vô khả không nói lại chỉ hỏi ông đang ở đâu lộ trí viễn lập tức cảnh giác làm gì lộ vô khả không vòng vo nói thẳng bà nội nói với tôi chuyện làm ăn của ông lộ trí viễn bất mãn bà già này không liên quan đến bà nội tôi kêu bà nội nói tao nói với mày lộ trí viễn nói bố mày muốn làm gì mày cũng đừng có xen vào lộ vô khả cắt ngang lời ông ta, ông có thiếu tiền không? Vốn là lộ trí viễn muốn dạy dỗ cô, một bụng đầy lời nháy mắt nghẹn ở cổ họng, sửng sốt rồi mới phản ứng lại, cái gì? Con đường nhỏ hẹp, nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu trên tường. Lộ vô khả giống như con gái ngoan nói, tôi có tiền. Lộ trí viễn không thông minh gì, nhưng mánh khóe thì một đống, biết đứa con gái này vừa đi học vừa đi làm thêm, trên người chắc chắn có tiền cho nên lúc lộ vô khả nói lời này ông ta hoàn toàn không hoài nghi vốn dĩ lúc trước ở nhà ông ta đã nói qua với bà cụ tiền lần này không đủ để làm ăn bảo bà tìm lộ vô khả xin thêm tiền nhưng bà cụ không chịu hiện tại đứa con gái này lại tự đưa tới cửa ông ta kinh ngạc giọng điệu cao tám độ mày muốn giúp bố mày à lộ vô khả nói nhưng tôi chỉ có tiền mặt tiền mặt cũng được tiền mặt cũng được nếu không thì bây giờ tao ngồi xe tới trường học mày lấy chắc lộ trí viễn không biết cô đã về nhà lộ vô khả nói hiện tại tôi không ở trường ông đang ở đâu lộ trí viễn nói tên khu phố là khu phố bên cạnh tôi về trường đúng lúc tiện đường đem qua cho ông lộ vô khả nói lộ trí viễn cao hứng đến điên được rồi lát nữa tao nhắn địa chỉ qua cho mày thật đúng là không phí công nuôi dưỡng mày mà lộ vô khả không muốn nhiều lời với ông ta tôi còn có việc cúp đây được 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 mày bận đi đừng quên đem tiền tới cho tao là được lộ trí viễn đúng tình hợp lý nói lộ vô khả cúp điện thoại liền xuống bếp hâm nóng đồ ăn còn dư hồi trưa sau đó tới phòng bà nội gọi bà ra ăn cơm ăn xong lại xoa bóp cho bà rồi mới đỡ bà về phòng ngủ lúc cô tắm rửa xong đã tám chín giờ tối lau khô tóc xong lấy điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhở số điện thoại không có lưu tên nhưng lộ vô khả vừa thấy liền biết là của ai đang muốn tắt điện thoại có tin nhắn hiện lên xuống dưới lại thêm tin nữa ở dưới lầu nhà em lộ vô khả đã ở cạnh cửa khóa cửa xuống lầu đèn cảm ứng ở hành lang hỏng rồi lộ vô khả dậm chân nửa ngày cũng không sáng cô mở đèn tin điện thoại đi xuống dưới ở khu dân cư cũ này không có nhân viên quản người từ ngoài đến lúc lộ vô khả mới xuống được một tầng ở chỗ trẻ thấy có người đang dựa vào tường hút thuốc hòa vào trong bóng đêm điếu thuốc trong miệng người nọ đang cháy đỏ lúc cô nhìn qua anh cũng nâng mắt nhìn lại mượn ánh sáng đèn pin trong tay cô thẩm ngật tay thấy rõ cô anh híp mắt nhìn nếu không xuống tôi sẽ hát hò phá người dân đấy lộ vô khả nhìn anh không nói chuyện sau một lúc lâu rũ mắt tiếp tục đi xuống dưới thẩm ngật tay nhìn cô đến gần lộ vô khả không tính dừng lại trước mặt anh thẩm ngật tay giống như cũng không quản cô cứ như vậy dựa vào tường hút thuốc của mình không chặn cô lại lộ vô khả đi ngang qua người anh tay đột nhiên bị nắm chặt ngay sau đó bị một lực mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực xung quanh đều là hộ gia đình cũ ít nhiều đều biết cô là cháu gái của triệu cẩm quân lộ vô khả khó có khi có chút hoảng loạn muốn đẩy anh ra thẩm ngật tay anh đang làm gì vậy thẩm ngật tay cười một tiếng bình thường gan lớn lắm mà sợ cái gì anh thả tôi ra. Thẩm ngật tay ném điếu thuốc xuống dưới chân dụi tắt, ông cô, nghiêng đầu ghé vào hõm cổ cô. Đã một ngày không gặp rồi, để ông đây ôm một cái. Giọng anh có chút khang khang. Lộ vô khả sửng sốt một chút, đương nhiên cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, ở trong ngực anh vặn vẹo. Anh chật một tiếng, cựa quậy lần nữa tôi liền hôn miệng em. Nếu để hàng xóm thấy được không tốt đâu. Chương 29 Edit Tiểu Miêu Beta, Tiểu Hương Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm Thẩm ngật tay không chỉ ông qua lộ vô khả một lần Trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt Là hương vị dễ ngửi lại mềm mại của cô gái nhỏ Mới vừa tắm rửa xong Tóc dài cô xõa tung bồng bềnh. Chấp mũi thẩm ngật tay ở bên trần cổ cô Đắm chìm trong hương vị của cô Lộ vô khả cảm thấy thẩm ngật tay đúng là miệng quả đen Nói cái gì liền tới cái đó anh vừa dứt lời không bao lâu thì trên hành lang thực sự có tiếng bước chân. Rõ ràng thẩm ngật tay cũng nghe được, không nhìn được nở nụ cười. Lộ vô khả duỗi tay đẩy anh, tránh ra, có người tới. Thẩm ngật tay nói, kia thật không đúng lúc. Lộ vô khả không thể làm gì hơn, lắc thân mình muốn thoát ra khỏi lòng ngực anh. Thẩm ngật tay lù lù không động đậy, lại cười quậy. Lại cười quậy lần nữa tôi hôn thật đấy tiếng nói chuyện điện thoại a du nịnh hót trên hành lang của đàn ông trưởng thành vang từ xa tới gần vâng vâng trương tổng ngài nói đúng đều do tiểu lý dưới trướng tôi không hiểu chuyện nhất định hôm nào tôi bắt cô ta kính rượu ngài tuy rằng lộ vô khả chưa bao giờ nói chuyện với hàng xóm nhưng ở lâu rồi ít nhiều cũng nhận ra giọng giọng nói này vừa nghe liền biết chính là người sống tận trên nhà cô dân lao động trí óc tên kia chắc mới uống rượu ở trên bàn tiệc xã giao xong giọng nói có chút lơ mơ, nhưng mà đầu lưỡi không xoắn đi, rõ là đầu óc miễn cưỡng tỉnh táo. Thẩm Ngật Tây vừa dứt lời trong chớp mắt người đã xuất hiện trên hành lang, lộ vô khả dù bướng bỉnh, nhưng không ngốc, mắt thấy tình hình không ổn không ầm ý nữa. Huống chi Thẩm Ngật Tây này, nói được làm được, là tên lưu manh chính hiệu. Trong bóng tối mọi động tỉnh đều bị phóng đại vô hạn, người đàn ông sau khi cúp điện thoại như trút được gánh nặng thở dài một tiếng, dây sau sắc mặt thay đổi chữ ầm lên, tất cả đều truyền vào lỗ tai bọn họ. Một giây trước mặt còn tươi cười, điện thoại vừa cúp lập tức chửi mẹ nó. Cuộc sống hai mặt trong xã hội. Trong miệng tên đó đủ loại từ thô bỉ, trong đó có một câu mắng quỷ háo sắc, lộ vô khả nghe được đạp vào chân thẩm ngật tây. Thẩm ngật tây rủ mắt nhìn cô một cái. Mặt hai người cách nhau rất gần, trên khuôn mặt nhỏ của cô hiện rõ ràng, nói anh đó đồ quỷ háo sắc đúng là tóm được cơ hội chữ người liền không bỏ qua. Thẩm ngật tay cười cười, không nói gì. Cái tên trên lầu miệng đầy ôn ngôn quế ngữ nhìn thấy hai dáng người trên hành lang miệng đột nhiên im bặt, dưới nách kẹp túi công văn, điện thoại vẫn chưa nhét lại vào trong túi, ngây ngẩn cả người. Thẩm ngật tay nâng mắt, ánh mắt quét về phía hắn. Đêm trăng thanh gió mát, một nam một nữ ở chỗ này nhìn như thế nào cũng không thấy giống đang làm chuyện đứng đắn. Người đàn ông gấp gáp dời ánh mắt cúi đầu kẹp túi công văn giống như không thấy gì mà đi tiếp thẩm ngật tay một phen ông cô vùi vào trong ngực mình Chóp mũi lộ vô khả ngập tràn hương vị trên người anh người khác muốn nhìn thấy mặt cô cũng không được khi tên kia đi ngang qua bọn họ một thân mang theo đầy mùi rượu đuôi mắt liếc nhìn bọn họ một cách kỳ quái thẩm ngật tay dựa vào trên tường ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hắn mí mắt rủ xuống từ trên cao nhìn xuống mà liếc hắn Tên kia đụng phải ánh mắt anh bỗng nhiên thu hồi tầm mắt đang nhìn trộm lại. Rất nhanh tiếng bước chân của hắn biến mất ở cầu thang. Thẩm ngật tay cúi đầu nhìn cái trán lộ vô khả đụng vào vai anh, rầu rĩ cười ra tiếng, cười đến mức bả vai run run. Trên đường có xe máy đi qua, ánh đèn đâm trách màn đêm. Sợ bà nội em biết đến vậy à. Lộ vô khả ném cho anh cái ánh mắt xem thường, dãy dụ chui ra khỏi lòng ngực anh, xoay người hướng cầu thang đi xuống dưới thẩm ngật tay không lập tức đuổi theo mà tay cắm trong túi dựa trên tường cười một hồi lâu mới thẳng dậy đuổi theo cô khoảng cách hai người không gần không xa anh ở phía sau cô hỏi đi đâu đó lộ vô khả không để ý tới anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra muốn gọi xe năm sinh chân dài hai ba bước đã đuổi kịp lộ vô khả mới không chú ý một chút điện thoại trong tay đã bị anh cướp đi cô xoay người muốn lấy lại anh trả đây thẩm ngật tay ỉ vào mình cao hơn giơ cao tay liếc mắt nhìn màn hình rồi sau đó cúi đầu nhìn cô gọi xe à lộ vô khả nhón nhón chân muốn lấy lại liên quan gì đến anh không cần gọi tôi đưa em đi lộ vô khả không cần cô còn muốn giật lại thẩm ngật tay đơn giản đem điện thoại cô nhét vào trong túi mình anh không quản cô nữa tay bỏ trong túi quần đi về phía trước đi đến chỗ xe mình mở cửa xe ra mới quay đầu lại nhìn cô anh gác cánh tay lên nóc xe, có đi không? Xung quanh đây có thể nói là vừa lạc hậu vừa yên tĩnh, còn là buổi tối, đi chỗ nào cũng không bắt được xe taxi. Lộ Vô Khả nhìn chiếc xe thẩm ngật tay, ánh mắt u ám không rõ. Thẩm ngật tay cũng không thúc giục cô, đứng chờ. Không biết vì điều gì, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, có người lái xe miễn phí lại không ngồi, nhưng toàn thân Lộ Vô Khả khó hiểu tràn ngập sự kháng cự đặc biệt là đêm nay loại kháng cự này so với bình thường mạnh mẽ hơn một chút hôm nay tâm tình lộ vô khả không được tốt chẳng qua từ trước đến nay cô che giấu cảm xúc rất tốt thoạt nhìn không khác gì bình thường nguyên nhân tâm tình cô không tốt rất đơn giản đó là bởi vì giữa trưa bà nội nhắc tới mẹ chung ánh thục cho dù bà nội không nói rõ cái chết của chung ánh thục chính là cái gai đâm vào máu thịt lộ vô khả vĩnh viễn rút không được cạo không xong ở nhà họ lộ cho dù là lộ trí viễn cũng sẽ không tùy tiện nhắc tới cái tên chung ánh thục trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà tránh không nói đến cái năm ấy thiếu chút nữa không vượt qua được ngay cả bà cụ càng sẽ không dám nói bất kỳ lời nào có thể khiến lộ vô khả nhớ đến chung ánh thục vốn dĩ sáu bảy năm trước lộ vô khả nên biến mất khỏi thế gian theo lời bà cụ nói thì cô phúc lớn mạng lớn còn sống sót nhưng thật ra bọn họ hiểu rõ còn sống đối với lộ vô khả mà nói còn bất hạnh hơn là năm đó cô đáng lẽ ra không còn tồn tại hơn rất nhiều. Mà giờ phút này trong lòng lộ vô khả bực bội đạt tới đỉnh điểm. Đơn giản chỉ là một chiếc xe của nhà họ Thẩm kia. Cô nhìn về phía Thẩm Ngật Tây, so với trước kia thì thái độ bây giờ đối anh đều không tốt. Không. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phản phất như đóng băng lại. Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngật Tây lười nhác gật đầu đóng sầm cửa xe. Anh không tức giận với cô, đi qua chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô đi về phía trước. "Được thôi, không ngồi xe tôi cũng được, đưa em đi gọi xe." Thẩm Ngật tay không trả điện thoại cho cô, lấy điện thoại mình ra gọi xe. Hai người đứng ở trên đường, lộ vô khả im lặng không nói chuyện. 20 phút sau xe mới từ chỗ rẽ ngã tư đường đầu kia xuất hiện, đèn xe chiếu qua nhà dân cao thấp đang xen, dừng trước mặt bọn họ. Thẩm Ngật tay mở cửa lên xe, kéo cô vào theo. Lộ trí viễn đưa địa chỉ cho cô là cổng tiểu khu nào đó ở vùng ngoại thành, dọc đường đi hai người không nói gì, Thẩm Ngật tay chơi game với Tề Tư Minh, có thể cảm nhận được cảm xúc của con thỏ trắng bên cạnh đang dần dần bình phục. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyền nguyên kỳ một. Con hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm vùng ngoại thành muốn đi cách nhà không gần, trong xe tối mờ, màn đêm bao phủ hai bên đường quốc lộ, không thấy sao trăng. Đi mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc xe dừng lại thẩm ngật tay vừa vặn chơi xong ván game, ở phía sau cô cùng xuống xe. Lộ trí viễn bảo lộ vô khả tới thì gọi điện cho ông ta, xuống xe lộ vô khả bảo thẩm ngật tay trả điện thoại để gọi điện nhưng sau khi gọi xong anh lấy lại điện thoại của cô. Lộ trí viễn bên kia phỏng chừng đang chờ điện thoại cô, mới gọi đi chưa tới một giây liền bắt máy, alo, tới rồi. Lộ vô khả đánh giá tiểu khu trước mặt, an ninh không tồi, hoàn cảnh cũng được, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Cô ừ một tiếng, tới rồi, ở cửa tiểu khu. Đầu kia lập tức truyền đến tiếng mở cửa, được rồi, chờ chút, tao đi xuống đây. Lộ vô khả cúp điện thoại. Thẩm ngật tay lấy điếu thuốc trong túi ra, cúi đầu châm lửa. Anh nhét bật lửa vào lại túi, cũng không hỏi cô tìm ai, hút thuốc, tôi qua bên cạnh chờ em. Dọc đường Lộ Vô Khả không nói với anh lời nào lúc anh xoay người cuối cùng mở miệng, "Ừ." Bước chân Thẩm Ngật tay hơi khựng lại, không quay đầu, giơ tay xoa xoa nhẹ tóc cô một chút. Lộ Vô Khả không nhúc nhích. Thẩm Ngật tay nói, "Có chuyện gì kêu tôi?" "Không có gì đâu." Anh cười cười, không nói gì, đi qua bên cạnh. Lộ Trí Viễn rất nhanh đã xuống dưới lúc từ cửa tiểu khu đi ra áo khoác còn chưa mặc xong vội vội vàng vàng mặc vào nhìn thấy cô đôi mắt lộ trí viễn như phát sáng gấp không chờ nổi liền chạy chậm qua bên chỗ cô lộ vô khả chưa bao giờ thấy qua ông ta cho cô sắc mặt tốt như vậy đầy mặt tươi cười nếp nhăn trên mặt cũng cười theo tới rồi à có mang tiền đến không lộ vô khả đem phong bì từ trong túi ra đưa cho ông ta lộ trí viễn nhìn như hổ rình mồi muốn duỗi tay chụp lấy tay lộ vô khả cầm phong bị rụt lại lộ trí viễn nóng vội mày sao vậy lộ vô khả nói tiền cho ông thì tốt xấu ông cũng phải nói cho tôi biết là đang làm ăn gì chứ nói với mày mày cũng có hiểu đâu lộ trí viễn nói nhanh đưa tiền đây mày lo học hành đi lộ vô khả không đưa cô nhìn ông ta nói tôi nghe sẽ hiểu lộ trí viễn lớn giọng nói cô mày lại không làm đầu tư biết mấy cái này làm gì đưa đây lộ vô khả mượn vào lời này hỏi ý ông nói là chuyện này ai cũng có thể tham gia đầu tư được lộ trí viễn thấy đứa con gái này hình như có vẻ có ý với chuyện kiếm tiền này nhìn trái nhìn phải hướng lại gần cô làm động tác ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau chỉ cần mày có cái này lộ vô khả hỏi tôi cũng có thể nhìn không ra lộ trí viễn giống như nghe được chuyện kỳ lạ mở to hai mắt nhìn ngay cả đứa đầu óc chỉ biết đọc sách đến chết như mày cũng muốn đi con đường này à lộ vô khả lười nói nhảm với ông ta nói có tiền ai không muốn lộ trí viễn thấy cô giống như thật sự hứng thú đè thấp giọng thật muốn biết lộ vô khả gật đầu hỏi làm đầu tư đại khái cần bao nhiêu tiền lộ trí viễn nhìn chung quanh không có ai cho cô một con số sáu vạn tiếng ông ta trầm trầm ở cổ họng bỏ vào sáu vạn hai năm sau lấy một ngàn vạn lộ vô khả bắt được hai con số bỏ sáu vạn kiếm một ngàn vạn lộ trí viễn nghe giọng nghi ngờ của cô liền biết cô không tin thật sự chị họ của lão hát kia đã lấy được số tiền này đã làm ở chỗ này ba năm hiện tại đã lên thành lão tổng lúc lộ trí viễn nói lời này chỉ vào tiểu khu phía sau lộ vô khả nhìn theo ngón tay ông ta làm việc ở chỗ này chính là ở đây thế nào hoàn cảnh rất tốt phải không bố mày làm chắc chắn không sai đâu lộ vô khả hờ hững nhìn ông ta một cái lộ trí viễn không thấy được mỗi ngày làm những việc gì lộ vô khả lại hỏi cũng khá nhiều lộ trí viễn nói bận thì bận có lúc còn có thể đi ra ngoài ăn chơi còn có mày tin không sau khi bố mày tới chỗ này lại có thể đọc được sách sách gì dáng vẻ lộ vô khả rất tò mò sau này mày vào rồi biết lộ trí viễn nói bây giờ hỏi không có thú vị ông đưa tiền rồi à nhảm nhí không đưa sao vào được vậy ông còn tìm tôi đòi tiền lộ trí viễn nói đây không phải là muốn cầm đi trả khoản vay trực tuyến sao mày nghĩ là chút tiền này sao bố mày có hả lúc ấy là mượn có điều về sau từ nó có thể kiếm trăm vạn ngàn vạn còn sợ chút khoản vay trực tuyến này ông ta tựa hồ không kiên nhẫn nói nữa hỏi cô có hứng thú không bây giờ tao dẫn mày vào nhìn một chút không cần còn phải quay về trường học không nói sớm nói sớm thì tao cần gì nhiều lời với mày người ta còn chờ ở trên kia kìa ông ta nói xong duỗi tay về phía cô đưa tiền cho tao lộ vô khả rốt cuộc cũng đưa tiền cho ông ta miệng lộ trí viễn cười sắp tới tận mang tay tay chấm chút nước bọt xoa lên miệng phong bì dựa vào đèn đường không sáng lắm lấy tiền bên trong ra nhưng thứ ông ta lấy ra không phải là tiền mặt đỏ đỏ mà là một xấp giấy trắng sắc mặt lộ trí viễn chợt thay đổi lập tức phản ứng lại biết là bị lừa, cắn răng nhìn về đứa con gái mình, mẹ nó, mày có ý gì? Lộ vô khả nói, lộ trí viễn, ông có biết ông đang bị lừa vào bán hàng đa cấp không? Hai chữ bán hàng đa cấp tự như một cái búa nện vào đầu lộ trí viễn, nhưng đập tỉnh không phải là lý trí ông ta, mà là phẫn nộ, đột nhiên ông ta ném sắp giấy trắng xuống đất, ông đây cần đến lượt mày nói à? Ông ta trống to đến mức ai đi ngang qua cũng nhìn về phía này lộ vô khả lại thờ ơ không cần đến lượt nhưng mai mốt đóng nợ của ông sẽ đổ lên đầu bà nội những lời này hoàn toàn chọc giận lộ trí viễn ông ta giơ tay tát một cái lên mặt lộ vô khả lộ vô khả không tránh chịu một bạt tay đàn ông không biết nặng nhẹ lộ vô khả bị đánh trật mặt nháy mắt mặt mày nóng rát và đau đớn lộ trí viễn còn muốn xông tới đánh cô thẩm ngật tay bỗng nhiên từ bên cạnh vọt lại sách cổ áo lộ trí viễn lên nện một đấm vào mặt ông ta. Lộ trí viễn không kịp phòng bị bị đánh lão đảo lùi sau vài bước, ông mặt rồi nhìn người trước mắt, lại nhìn lộ vô khả đứng phía sau anh. Lộ vô khả, yêu đương với trai phải không? Nói còn chưa dứt lời, ông ta lại bị thẩm ngật tay sách cổ áo lên lần nữa nện thêm một đấm vào mặt. Lộ trí viễn hoàn toàn bị chọc giận đến mất lý trí, hùng hùng hổ hổ cầm bừa chậu hoa trên đất đập lên đầu thẩm ngật tay mẹ mày thằng nhãi ranh. Nhưng ông ta đã bốn năm chục tuổi căn bản không nhanh nhẹn như người trẻ tuổi, chỉ sự qua sườn mặt thẩm ngật tay. Thẩm ngật tay trở tay bắt được ông ta cho ông ta nhớ vài cái đầu gối, tôi phát cả ông. Lộ trí viễn bị đánh không thể trở tay, bắt đầu trống lộ vô khả đang bên cạnh lạnh nhạt nhìn ông ta bị đánh, mau kéo tao ra. Mẹ mày, lộ vô khả mày có nghe không? Tóc đen lộ vô khả che nửa bên mặt, vô cảm mà nhìn thẩm ngật tay hung hăng túng cổ áo ông ta, mẹ nó, ông chửi cô ấy một câu nữa thử xem. Lộ trí viễn ngồi trên đất cũng trống lại, mày có biết tao là ai không? Thẩm ngật tay ngồi sổng dưới đất, vui vẻ thoải mái, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, ồ, ai? Lộ trí viễn chỉ chỉ lộ vô khả, bố nó, mẹ nó mày muốn nó thì cũng phải như nó gọi tao là bố. Đúng dịp lắm. Dây tiếp theo gân xanh huyệt thái dương thẩm ngật tay nổi lên, hung hăng nện một đấm lên mặt ông ta. Mẹ nó, ông đây muốn đánh chính là ông đó. Chương 30 Edit, Tiểu Miu Beta, Tiểu Hương Quát tác hương của cỏ thơm, hương của cỏ thơm. Thẩm ngật tay không hề bởi vì đây là bố của cô mà lưu tình, xuống tay rất nặng. Lộ vô khả như mất đi ý thức, mặc kệ lộ trí viễn gào thét bảo cô kêu thẩm ngật tay dừng tay như thế nào, cô đều thờ ơ mà thẩm ngật tay hiển nhiên là thật sự tức giận. Anh đánh đủ rồi liền ném lộ trí viễn xuống đất, đứng dậy đi tới chỗ cô. Lộ vô khả đứng không nhúc nhích, nhìn anh tới gần. Anh kiềm chế cơn giận, nhìn nửa bên mặt cô đỏ lên, gần như không nhận ra đang nghiến răng, dắt tay cô đi. Nằm ngón tay thẩm ngật tay nắm chặt tay cô, cảm giác xương đốt ngón tay cộng vào cô. Đường ở vùng ngoại thành không một bóng người, hàng cây hai bên đều lộ ra cổ cô đơn trống vắng thẩm ngật tay cũng không mở miệng nói đi đâu chỉ nắm tay cô đi về phía trước lộ trí viễn đang chửi ầm lên rất nhanh bị bỏ ở đằng sau cứ đi một đoạn như vậy anh mới dừng lại không nhìn cô nhìn con đường trước mặt buồn sao lộ vô khả không một giây do dự giọng đều bình tĩnh không buồn thẩm ngật tay quay đầu rủ mắt nhìn cô ngữ khí không vui vậy có đau không lộ vô khả thấy ngữ khí anh không thích hợp lắm ngẩng đầu nhìn anh mặt thẩm ngật tay bị lộ trí viễn cương mảnh cầm chậu hoa hướng đầu anh chào hỏi mà sượt qua trầy một đường dài hai ba tấc bên ngoài ứa máu thoạt nhìn càng không dễ chọc lộ trí viễn dùng mười phần sức tác cô đến bây giờ mặt vẫn còn nóng rác với đau thẩm ngật tay nói cô cũng không biết tránh à cô rủ mắt hai cánh môi hồng như tụ máu đều mang dáng vẻ vô tội cố tình lợi nói ra cuộc cường muốn chết tôi không đau nói xong muốn đi Thẩm ngật tay túng tay cô kéo trở về, nói em hai câu em liền tức giận phải không, đứng đó. Anh lấy điện thoại gọi xe, nắm tay cô không buông. Tay lộ vô khả trắng nõn, nhìn qua chính là tay chưa từng làm việc nhà, mềm mại. Bị bàn tay to của thẩm ngật tay nắm lấy. Cô không chống đối anh nữa. Thẩm ngật tay gọi xe xong vẫn cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, thuận miệng hỏi cô một câu, ông ta vẫn luôn đánh em như vậy sao? lộ vô khả trả lời anh, không có, bà nội tôi không cho. Thẩm ngật tay buông lỏng tay cô, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Anh không chút nhã nhặn mà hút mạnh một hơi, hít mắt nhìn đồng ruộng đối diện. Giọng điệu anh nghe không ra là đang nghiêm túc hay là đang sơ lược, nói như vậy tôi còn phải cảm ơn bà nội em. Bầu không khí yên lặng trong chốc lát. Lộ vô khả nói, anh cảm ơn không nổi. Lời này của cô làm người ta cục hứng, lại giống như chỉ đang trần thuật một sự thật. Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường, trong lời nói lại khó hiểu khiến người ta cảm giác mang theo ý đâm chọc. Thẩm ngật tay đương nhiên nghe ra được, đuôi mắt liếc cô một cái, vài giây yên tĩnh qua đi, anh quay đầu đi, hơi cúi cổ thông thả ung dung nhả khói. Lộ vô khả, em nói câu này có phải hơi sớm không? Lộ vô khả không nói chuyện. Anh với bà nội đã định trước là hai số phận không nên dính dáng với nhau. Lúc sau chờ xe hai người không nói chuyện, chưa được nửa điếu thuốc xe đến rồi. Lộ vô khả mở cửa xe ngồi vào trước, cửa xe không đóng. Thẩm ngật tay ném thuốc dưới chân, lên xe sau cô. Cảnh vật trên đường có chút lạ, không giống con đường lúc đến đây, ba ngoặc bốn trẻ. Lộ vô khả cũng không hỏi anh. Thẩm ngật tay kê cổ vào ghế từ phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đi không bao lâu, rất nhanh dừng trên một con đường hơi náo nhiệt căn bản thẩm ngật tay không ngủ xe dừng lại anh liền mở cửa xuống xe lộ vô khả chỉ có thể đi theo sau anh cùng xuống xe giờ này vô số cửa hàng trên đường còn chưa đóng cửa người đi dạo không nhiều nhưng cũng không vì thế mà không náo nhiệt dòng xe cộ chạy băng băng trên đường phun đầy khói đen thực mau đi mất không thấy bóng dáng bên cạnh chỗ xe dừng lại có chiếc xe đẩy nhỏ bày bán khoai lang nướng đỏ nóng hôi hổi lộ vô khả nhìn thoáng qua rồi quay đi đi theo thẩm ngật tay phía trước. Thẩm ngật tay tìm tiệm thuốc, đẩy cửa đi vào. Lộ vô khả mới biết thì ra anh tới mua thuốc, sau khi thẩm ngật tay đi vào lúc nói chuyện với nhân viên bán hàng tay vẫn giữ trên cửa, để cửa không đóng lại. Lộ vô khả liếc nhìn một bên sườn mặt anh có sóng mũi cao thẳng, đi vào. Lúc này thẩm ngật tay mới thả tay, cửa kính tự đóng lại. Lộ vô khả đi vào nghe nhân viên bán hàng đang nói với thẩm ngật tay, có túi trường nước đá, hướng phía trước trẻ trái có kệ hàng đầu tiên. Cảm ơn. Thẩm ngật tay đi qua bên kia. Anh mua túi chườm nước đá để làm gì, lộ vô khả không cần nghĩ cũng biết. Cô không đi qua cùng. Lúc thẩm ngật tay cầm túi chườm nước đá quay lại không thấy lộ vô khả ở trước quầy. Cô gái lúc nãy đứng đây đâu rồi? Anh hỏi nhân viên đứng sau quầy. Nhân viên là cô gái khoảng 17, 18 tuổi, chỉ cho anh kệ hàng bên trái, chắc là qua bên kia mua đồ thẩm ngật tay nói cảm ơn đi qua bên kia lộ vô khả đúng là đang mua đồ ngồi xổm trên đất lấy tăm bông y tế ở hàng dưới cùng của kệ trong tay còn cầm bình sát khuẩn povidon thẩm ngật tay nghiêng người dựa sang một bên nhìn cô đuôi mắt thấy bên người nhiều thêm một đôi chân dài lộ vô khả ngẩng đầu thẩm ngật tay rủ mắt nhìn cô biết rõ còn hỏi mua mấy thứ này làm gì đôi mắt lộ vô khả không chớp mà nhìn anh, không biết. Nói xong không nhìn anh nữa, đứng dậy đi đến kệ hàng tiếp theo. Thẩm ngật tay nhìn bóng dáng cô, qua một lát mới thẳng dậy đi theo. Lộ vô khả đi tìm băng dán vết thương, sau đó ông hết đến quầy tính tiền. Thẩm ngật tay ở phía sau tay nhanh lẹ lướt qua một bên mặt cô, lấy tiền bỏ lên quầy, tính chung. Lộ vô khả căn bản không có cơ hội mở miệng. Lưng dán vào lòng ngực thẩm ngật tay, tự hồ bị anh vây trong ngực. Thẩm ngật tay hỏi nhân viên, cho xin ít nước được không? Cô nhân viên nhỏ đã sớm chú ý đến nửa bên mặt đỏ lên của lộ vô khả, lập tức hiểu rõ, lại thấy anh lớn lên đẹp trai, nói, à, anh muốn bỏ vào túi chườm nước đá đúng không? Cô ấy chỉ hướng bên trong, giọng nói trong trẻo, đi vào trong đó có vòi nước. Lộ vô khả nghe anh nói với mình, đứng đây chờ tôi. Nói xong liền đi vào bên trong lộ vô khả mặt nhỏ lại trắng, vết đỏ đỏ hồng hồng bên má trái hiện lên rất rõ. Mặc dù trong cô lớn lên ngoan ngoãn, nhưng luồng khí chất trên người lại có chút khó gần. Cô gái nhỏ sau quậy không dám nói chuyện với cô, hai người đứng im mặt đối mặt một phút. Thẩm ngật tay rất nhanh đã trở lại, nói cảm ơn với nhân viên, cầm tay cô dắt đi. Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyền nguyên kỳ một con hương của cỏ thơm hương của cỏ thơm trên đường người đến người đi thẩm ngật tay dẫn cô đến hẻm nhỏ bên cạnh đầu hẻm không có đèn đường con hẻm bị bao phủ trong bóng đêm một mảnh tối tăm hỗn loạn như mây mù trong mơ thổi không tan thẩm ngật tay thuận thế dựa lưng vào tường phía sau kéo cô đến trước mặt áp túi chườm nước đá lên má trái cô lộ vô khả bị lạnh đến nhíu mày muốn nghiêng đầu né tránh thẩm ngật tay giữ mặt cô lại còn muốn nó đỡ hơn không? Mặt lộ vô khả bị giữ, muốn tránh cũng không được. Ở trong bóng tối thẩm ngật tay từ trên cao nhìn cô, cặp mắt kia vẫn như cũ, thầm thúy sắc bén. Lộ vô khả cũng nhìn anh. Túi trường nước đá trên má tỏa ra hơi lạnh, lạnh đến tay chân, lạnh cả người cô. Thẩm ngật tay nhìn thấy vết đỏ trên mặt cô liền tức giận nghiến răng, hướng cô nâng nâng cầm, chuyện của bố em em định làm thế nào? chuyện của lộ trí viễn lộ vô khả sớm đã có chuẩn bị cô mở miệng lãnh đạm nói hai chữ trong bản tiếng trung là hai chữ báo báo cáo công an cảnh sát báo cảnh sát thái độ này của cô thẩm ngật tây cũng không có ngoại ý muốn hỏi tiếp đã sớm biết ông ta tham gia bán hàng đa cấp à lộ vô khả nhìn anh một cái gật đầu lộ trí viễn là bố lộ vô khả đức hạnh lộ trí viễn ra sao khả năng lộ vô khả còn rõ hơn cả bản thân ông ta tên lộ trí viễn này giống với đại đa số loại người ham ăn biến làm bình thường tiêu xài phung phí thấy tiền sáng mắt cho dù đầu óc đột nhiên thông suốt ồn ào muốn tìm công việc cũng chỉ tìm những việc mà không cần chịu khổ lại kiếm được nhiều tiền cho nên lúc bà nội nói với cô lộ trí viễn muốn làm ăn lộ vô khả không tin huống chi vật hợp theo loài mấy người bên cạnh lộ trí viễn cũng không khác ông ta mấy nếu ban đầu có đầu óc kinh doanh thì cần gì phải ăn chơi quậy phá chung với ông ta. Quả nhiên, sự thật chứng minh ông ta tự đâm đầu vào bẫy. Loại bán hàng đa cấp này dựa vào chiêu trò tẩy não, hướng người ta nói trời thành đất, toàn bộ tổ chức bán hàng đa cấp dệt nên một mạng lưới không chê vào đâu được, đem người chặt chẽ giữ bên trong, bị vây hãm bởi sự ngu muội mà không hề hay biết. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ham ăn biến làm, lại ảo tưởng bỏ ra năm thu lại tám bánh từ trên trời rớt xuống cũng không có ngon như vậy đâu cố tình những người này không có khả năng thức tỉnh cho rằng mình là người may mắn được trời cao chiếu cố tin miếng bánh rớt xuống trên đầu mình là thật sau đó càng lúng càng sâu cái đức hạnh của lộ trí viễn cho dù ông ta bị lừa ba năm hay năm năm cũng không thức tỉnh được thẩm ngật tay hỏi cô một câu ông ta là bố em báo cảnh sát thật sao cô nói không báo cảnh sát ông ta sẽ không tỉnh ngộ giống như người này không phải bố cô vậy thẩm ngật tay cười cười bất cứ tên con trai nào cũng có hứng thú với người con gái mình thích sau khi gặp phải lộ vô khả này thẩm ngật tay cũng không ngoại lệ mặc kệ là con người cô hay là người thân cô hoặc là sinh hoạt buồn tẻ đơn điệu của cô toàn bộ anh đều muốn tìm hiểu mẹ em đâu thẩm ngật tay hỏi thần kinh lộ vô khả vốn đã thả lỏng xuống đột nhiên căng chặt những lời này của Thẩm Ngật Tây như một chậu nước lạnh dội ngay vào đầu, đột ngột kéo lộ vô khả rơi vào lại vực sâu. Tự nhiên ngay lập tức tỉnh lại từ cõi mộng sương mù dày đặc lượng lờ. Chỉ là một khắc ngắn ngủn thế này, cô hiển nhiên nhận ra được Thẩm Ngật Tây trước mắt mình là người cả đời này đều đứng ở phía đối lập với cô. Nhưng cô thật sự biết rõ rành rành. Cô biết Thẩm Ngật Tây là huyết mạch nhà họ Thẩm, chính nhà họ Thẩm dễ như trở bàn tay đem mẹ biến mất khỏi thế gian này cho dù dưới loại tình cảnh ánh sáng tối tăm như vậy, thẩm ngật tay vẫn dễ dàng phát hiện ra cảm xúc cô thay đổi. Anh hơi nhíu mi, muốn chạm vào mặt cô, bỗng nhiên tay bị cô đánh một cái. Ba một tiếng, phản phất đâm trách một cái lỗ trong con hẻm nhỏ yên tĩnh này. Lộ vô khả sửng sốt một chút, lúc phản ứng lại cũng không muốn anh giúp cô trường túi trường nước đá nữa, xoay người muốn đi ra khỏi ngõ. Thẩm ngật tay trầm mặt xuống, duỗi tay ra ôm eo cô kéo cô lại lộ vô khả không cho anh ôm, tôi phải đi về. Thẩm ngật tay sao có thể để cô chạy được, giọng trầm xuống, lại nổi điên gì thế. Anh ôm cô vào trong ngực, một giây trước còn tốt lắm mà, chọc em chỗ nào. Thấm ngật tay, lộ vô khả nhìn vào đôi mắt anh, anh để tôi về. Thẩm ngật tay nói, còn chưa bôi thuốc cho tôi đã muốn đi. Không có cửa đâu. Anh cúi đầu, môi chạm chạm vào bên mặt bị đỏ lên của cô. Như gần như xa, nhiễm dục vọng. Lộ vô khả co rúng lại một chút. Thẩm ngật tay càng táo tận. Người trong ngực dãy dụa vài cái rồi dần dần không có động tĩnh gì. Thẩm ngật tay đè eo cô vào người mình. Lộ vô khả cứ ở trong lòng anh đợi, không nhúc nhích. Cô lạnh mặt, cách một lớp vải, không hề báo trước mà cắn một ngụm lên vai thẩm ngật tay. Thẩm ngật tay chậm rãi hít vào khí lạnh, rủ mắt nhìn cô. Cái miệng nhỏ của cô nàng này răng thật nhọn, thật sự là dùng hết sức mà cắn. Thẩm Ngật Tây không ngăn cô, để cô cắn. Ngoài hẻm có xe đi qua, tiếng động cơ biến mất trên đường, bóng tối lần nữa cắn nuốt hai người bọn họ. Tim anh đập chậm chậm bên tai cô, hữu lực, nhẹ nhàng. Không biết cứ như vậy trong bao lâu, đến khi giữa môi răng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, Lộ Vô Khả mới chậm rãi nhả ra. Thẩm Ngật Tây vẫn gắt gao ôm chặt eo cô, hô hấp cô nhẹ nhàng nhợt nhạt phả lên chỗ da thịt đau rát kia. Một cái cắn, mang theo phát tiết, thậm chí là mang theo thù hận. Rồi lại có chút ái mùi không rõ. Lộ vô khả không nâng mắt nhìn anh, lông mi rủ xuống. Thẩm ngật tây anh thật sự rất phiền. Thẩm ngật tây bị cô cắn như vậy cũng không giận, cười cười, thật không? Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 9 nha. Mấy ngày nữa có một ngày lễ, hôm đó sẽ có bất ngờ dành cho mọi người, Nhớ theo dõi thông báo nhé. Không, không, không. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể